Chương 1 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá canh năm mà thôi bên ngoài đã phi thường náo nhiệt, bị đánh thức thủy miễu miễu nhìn chầm chầm nóc giường phát ra ngốc, đã có người lại ba đến đây thúc giục thủy miễu miễu rời giường, nhưng tỉnh dậy thủy miểu miễu liền là không muốn đứng dậy. Thủy miễu miễu thủy miễu miễu, này cái tên cũng đã biểu tượng cả đời, vô chủ chi danh, người không có rễ. Thủy miễu miễu, Ngươi nếu lại không lên tới, ta cũng làm người ta đi vào nhất ngươi. Cửa bên ngoài truyền đến mẫu thân tiếng trống, Thủy Miểu Miểu theo giường bên trên nhảy lên một cái. Bính. Đầu đụng vào khung giường phía trên, che lại đầu nghe răng, Thủy Miểu Miểu không tình nguyện xuống giường. Lập tức hảo. Thủy Miểu Miểu mắt liếc ngoài cửa sổ bóng người nói. Bóng người rời đi, cầm quần áo Thủy Miểu Miểu lập tức vung ra quần áo, đổ về giường bên trên. Thủy Miểu Miểu cũng không sợ bên ngoài kia vị phụ nhân, sợ là này cổ đã hình thành phản xạ có điều kiện thân thể. Thủy Miểu Miểu không là này cái thời không người, nàng nguyên bản là thế kỷ 21 bên trong một vị hảo ba mươi mấy độc thân nữ tính, nàng song thân là cái hiền lành tính tình, nữ nhi không gặp được thích hợp người, chung thân không gả lại có làm sao? Dù sao nhà bên trong dưỡng khởi, nhưng người khác không như vậy nghĩ, ba mươi hảo mấy người còn không gả ra được không là thân thể có tật liền là đầu có bệnh, cứ việc nàng tự chủ lập nghiệp công ty đã là thế giới trăm cường, nàng lại như cũng muốn chịu đựng tới tự thất đại cô bác đại di, hảo ý. Hộ nữ sốt ruột phụ thân, tại một lần cùng người tranh chấp bên trong, đột phát tâm ngạnh mà mất, mẫu thân thương tâm quá độ không bao lâu cũng đi cùng. tang lễ thượng đám người ngươi một câu ta một câu, nếu ngươi sớm đi gả, liền sẽ không phát sinh này loại sự tình. Ngươi này nữ nhi thật là bất hiếu, nhị lão đều là lo lắng chung thân của ngươi đại sự qua sầu lo mới có thể sớm đi nếu ngươi gả có hài tử nhị lão thấy cao hứng nhất định là không nguyện ý đi cho nên này đều tại ta sao nàng đưa mắt nhìn lại kia vị khí đến phụ thân phát bệnh bạn bè cũng tại này bên trong cùng hắn người đồng dạng chất vấn chính mình thật là buồn cười ngày hôm nay là ta đau mất song thân lại không có người an ủi ngược lại mỗi cái người đều tại chất vấn khiển trách chính mình. Kết thúc tang lễ, về tới nhà nàng liền đánh mở khí ga chỉ coi ngủ một giấc, làm nàng lại lần nữa mở mắt ra, liền tới đến này cái xa lạ thời không, phụ thân đến nhân sốt cao qua đời, không đủ 15 tuổi thiếu nữ trên người, trở thành thủy miễu miễu. Lấy không một thế, thủy miễu miễu giờ phút này cao nhất lý tưởng liền là đem chính mình gã đi. Cổ nhân sao gã đều sớm, 11-12 tuổi hẳn là đều có thể gã chồng đốt lui thủy miễu miễu cơ hồ không kịp chờ đợi lưu lần toàn thôn chưa hôn nam tính. Mặc dù thủy miễu miễu kiếp trước không có cái gì nói yêu thương trải qua, nhưng không chịu nổi thủy miễu miễu xem nhiều. Những cái đó thổ vị tình thoại, thủy miễu miễu là một cái sọc một cái sọc ra bên ngoài đưa, thật vất vả lưu trụ nhà bên phụ mẫu đều mất tiểu ca ca. Định tình tính vật đều trao đổi lại được cho biết muốn chờ tiên nhân nhóm đến đây khảo nghiệm qua sau, vô tiên duyên mới có thể tự hành thành gia lập nghiệp kia có tiên duyên đâu. Còn không làm rõ ràng được tình huống Thủy Miểu Miểu hỏi nói. Sau đó bị Tiểu Ca ca một câu nói dọa không nhẹ, có tiên duyên đương nhiên là muốn đi tu tiên a, à, đáng tiếc ta vô tiên duyên. Tiểu Ca ca nửa câu sau Thủy Miểu Miểu không có nghe tiếng, rốt cuộc nửa đoạn trước tin tức lượng đại Thủy Miểu Miểu nhất thời chưa kịp phản ứng, cho nên chính mình tới để là đi vào như thế nào một cái thời không. Ngay từ đầu Thủy Miểu Miểu còn đối Tiểu Ca ca lời nói ôm lấy hoài nghi tại phụ mẫu thân kia nháo qua mấy lần phải lập gia đình, đều bị phụ mẫu thân cười giật ra chủ đề, miễu miễu còn chưa tới 15 tuổi tiên nhân còn chưa tới xem qua đâu. Như thế nào có thế gã chồng nha? Thủy miễu miễu tự bế, rất sâu rất sâu này loại, cả trên trời ngự kiếm bay qua tiên nhân, đều gọi không khởi thủy miễu miễu hứng thú. Chịu khổ 2 năm, thủy miễu miễu rốt cuộc 15, có thể tham gia kiểm tra. Cũng thua thiệt thủy miễu miễu may mắn, Đầy 15 tuổi không ra mấy tháng, liền nghe nói tiên nhân muốn tới trắc tiên duyên. Kiểm tra, kiểm tra cái đầu. Lãng phí ta hơn 2 năm thời gian, ta nếu có tiên duyên, đời trước sẽ như vậy sao? Thủy miểu miểu tại giường bên trên lại lề mề một hồi lâu, cuối cùng là khởi giường. Tại song thân dẫn dắt hạ thủy miểu miểu không tình nguyện hướng cửa thôn đi đến, đối quên giới thiệu thủy miểu miểu thành viên gia đình. Thủy miểu miểu phụ thân gọi thủy phong. Mẫu thân gọi an đại Vân, thượng có vài vị ca ca cụ thể có mấy vị. Thủy Miểu Miểu không rõ ràng càng không gặp qua nghe nói bọn họ đều có tiên duyên bị tiên nhân tiếp đi. Thủy Miểu Miểu còn có một cái tỷ tỷ gọi Thủy Thanh Tể, đại khái là không có tiên duyên, bởi vì nàng gả chồng, tại Thủy Miểu Miểu vừa mới xuyên tới mấy ngày nay liền gả đi. Thủy Thanh Tể xuất giá kia ngày, liền là Thủy Miểu Miểu lần thứ nhất xem thấy Thủy Thanh Tể liền này một lần thủy thanh tể còn che kín khăn vang đỏ mười dặm hồng trang tiện sát người khác khi đó thủy miễu miễu bởi vì còn tại phát sốt đầu còn thực choáng không có thâm tư chờ hảo mới phản ứng lại đây chính mình này lấy không cha mẹ định không là bình thường người nếu là bình thường người thủy thanh tể đồ cưới như thế nào lại nhiều có thế cuốn này thông trang hai ba vòng đâu hơn nữa bọn họ hàng ngày nhất cử nhất động đều rất có phong phạm bất quá thủy miễu miễu không có hứng thú truy đến cùng quảng hắn nhóm là cái gì người chỉ cần không trở ngại ta gả chồng liền hảo. Nhìn chung chính mình ca ca tỷ tỷ, nam đều có tiên duyên, nữ không có, như vậy chính mình có tiên duyên tỷ lệ hẳn là không có. Thủy miễu miễu ngẫm lại đều giác mỹ, không khỏi tăng nhanh bộ pháp, đi vào đầu thôn lúc nơi đó đã tụ mãn 15 đến 25 tuổi nam nam nữ nữ. An Đại Vân tượng trưng căn dặn Thủy Miễu Miễu vài câu phải ngoan, nghe tiên nhân lời nói sau, liền dắt Thủy phong tay, cùng bên cạnh phụ mẫu thân đồng dạng thối lui đến tiên nhân bức họa tuyến sau. Chỉ bất quá cùng người khác không giống nhau chính là bọn hắn chờ tại tuyến sau mà An Đại Vân dắt Thủy Phong thẳng về nhà. Không đợi miểu miểu sao? Thủy Phong quay đầu nhìn đứng tại đám người phía sau cùng Thủy miểu miểu. Đợi nàng. Mặt trời xuống núi đều đợi không được nàng. Cũng không biết nàng này tính tình rốt cuộc theo ai. Không tranh không đoạt, lòng tràn đầy liền nghĩ cả chồng. Không thể không nói An Đại Vân thật hiểu rất rõ Thủy miểu miểu giờ thì một đến còn online bên trong đại nhân nhao nhao bị bắn đi ra, đám người trung tâm đột ngột xuất hiện mấy cái thân ảnh, dẫn tới đám người ồn ào. Bên người tiểu đồng bọn một đám kích động không thôi, hướng trung tâm chen tới trong mong đến sớm đi kiểm tra. Mà thủy miễu miễu ở một bên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hảo giống như các ngươi sớm một chút chắc liền có thể có tiên duyên tựa như. Cấp tiểu đồng bọn làm nói, thủy miễu miễu đánh giá chung quanh, vô ý thoáng nhìn đứng tại tuyến bên ngoài tiểu ca ca kia thân thể gầy ốm tại một đám đại nhân bên trong đặc biệt dễ thấy rốt cuộc có kiện vui vẻ sự tình thủy miễu miễu hướng tiểu ca ca đi đến buổi sáng tốt lành làm sao ngươi tới 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 nhìn xem xem thấy thủy miễu miễu đi tới tiểu ca ca lập tức mặt đỏ lên chân tay luống cuống nói ngươi như thế nào còn không đi kiểm tra đâu ca ca là muốn cưới ta cấp sao Thủy Miểu Miểu tiến đến tiểu ca ca trước mặt, ngọt ngào cười. Dọa đến tiểu ca ca lập tức nhảy khởi cao ba thước, kỳ thật tiểu ca ca càng muốn lui về phía sau ba thước, nề hà người quá nhiều, không có chỗ, tiểu ca ca chỉ có thể nghiêng mặt qua. Ta 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 không là này cái ý tứ. Thủy Miểu Miểu xem tiểu ca ca phản ứng, cười càng phát không thể vãn hồi, thật là quá đáng yêu, này hai năm chính mình liền dựa vào đùa tiểu ca ca sống qua tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình hai đời thêm lên tới đều 40 hảo mấy, thế nhưng tại này đùa giỡn nhân gia tiểu thí hài, sẽ bị làm thành quái A-di đi. Quay đầu nhìn về tiên nhân nhóm sở tại, khảo nghiệm qua sau chính mình liền thật muốn gã cấp hắn, thủy miểu miểu trong lòng bắt đầu không thích hợp lên tới. Kiếp trước cha mẹ nói qua không gặp được chân ái cũng không cần ép buộc chính mình. Hiện tại, cha mẹ nếu dưới suối vàng có biết, là sẽ trách ta liền như vậy tùy ý gã còn là vì sao 30 hảo mấy còn không gã ra được. Thủy miễu miễu không muốn nghĩ nhiều nữa, ta này đời liền này dạng, tìm người gã tận lực làm cái hiền thê lương mẫu, sau đó hỗn qua cả đời này, ngày sau tại gặp được cha mẹ cũng tốt có lời nói, còn lại đều chờ đòi canh mạnh bà. Chỉ bất quá, Thủy miễu miễu xem tiểu ca ca, này là chính mình cưỡng ép lưu tới tay cũng không biết hắn chân thật ý tưởng, ta sống hai đời, hắn nhưng chỉ có này đời làm chậm trễ nhân gia liền không tốt. Ngươi yêu thích ta sao? Vô ý thức thủy miễu miễu liền hỏi cửa ra. Chương 2 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiểu ca ca sững sờ, lại là một trận mặt đỏ tới mang tai, sao như thế nào đột nhiên hỏi hỏi không cái gì. Thủy miễu miễu đột ngột đánh gãy tiểu ca ca lời nói, cười một tiếng thay thế, này là cái ngu xuẩn vấn đề, Hắn yêu hay không yêu ta lại có cái gì quan hệ, chỉ cần có thể cưới ta liền hảo. Không thể không nói Thủy Miểu Miểu đã có chút si ngốc. Bất quá tại người ngoài mắt bên trong, Thủy Miểu Miểu cùng tiểu ca ca này phiên đối thoại là xích lỏa lõa liếc mắt đưa tình. Ngồi tại trung tâm kiểm tra một cái tóc bạc tiên nhân, vội ho một tiếng thu tỉnh táo lại biết, hiện tại tiểu hài không tuyệt vời a. À. Như vậy nghiêm túc trường hợp thế nhưng tại liếc mắt đưa tình hơn phân nửa không cái gì tiên duyên lão phu liền làm một lần người tốt làm nàng mau chút chắc xong sớm một chút cùng chính mình tình lang về nhà tay bên trong phất trần vung lên bên cạnh một vị trẻ tuổi tiên nhân lập tức lĩnh mệnh nháy mắt bên trong đi vào thủy miểu miểu bên cạnh sách thủy miểu miểu cổ áo sau đem thủy miểu miểu dẫn tới trung tâm kiểm tra ném xuống đất không hiểu ra sao thủy miểu miểu còn chưa kịp từ dưới đất đứng lên một khối ngọc bản liền bị đưa tới trước mặt đưa tay cũng không biết là ai nói, thủy miễu miễu mơ hồ đem vương tay ra, đặt tại miếng ngọc bên trên, chỉ một thoáng kim quang lóa mắt thẳng tới chân trời, lóe mù đám người. Mọi người ở đây đủ nhắm mắt thời khắc, kia vị tóc bạc tiên nhân ngược lại là cặp mắt trợn tròn cả kinh nói. Không tốt, nhanh khởi kết giới. Cũng không biết bọn họ lẩm bẩm cái gì, làm kim quang tán đi mở mắt ra, tiên nhân nhóm đều đồng loạt nhìn chầm chầm thủy miễu miễu, mặt bên trên biểu tình không cách nào hình dung tựa như cười tựa như khóc quái dị vô cùng. Muộn, ta sai. Tóc bạc tiên nhân thở dài, đứng dậy đi đến Thủy Miễu Miễu trước mặt vương tay. Đây là muốn đỡ chính mình. Thủy Miễu Miễu lập tức có một loại không tốt ý nghĩ. Mã lão ngài không cần tự trách, ai có thể nghĩ tới tại này xa xôi vùng núi, có thể tìm được một vị tiên duyên hưng thịnh chi người. Chúc giật ngươi không cần nhiều lời, là ta mã sơn thất trách, không có sớm thiết hạ kết giới. Mã Sơn đem Thủy Miểu Miểu theo mặt đất bên trên đỡ dậy, cầm phất trần phủi đi Thủy Miểu Miểu trên người bụi. Đặng chính hào ngươi nhanh cấp tiên minh phát tin tức, để cho bọn họ phái người tới bảo hộ này vì tiểu đạo hữu. Cấp đặng chính hào bố hạ nhiệm vụ, Mã Sơn một mặt hiền lành nhìn hướng Thủy Miểu Miểu này vì tiểu đạo hữu gọi cái gì tên? Ai ngươi đạo hữu? Thủy Miểu Miểu theo kia câu tiên duyên hưng thịnh, vậy thì bắt đầu không tốt. Chính mình có tiên duyên còn hưng thịnh. Ta không có nghe hay không, ta không muốn tiên duyên ta phải lập gia đình. Thấy Thủy miểu miểu trầm mặt không nói, Mã Sơn chỉ coi Thủy miểu miểu là bị dọa, dắt Thủy miểu miểu tay đưa cho Trúc Dực, ngươi tự mình đưa nàng về nhà, cho nàng cha mẹ nói rõ nguyên do, sau đó sát người che chở nàng. Đúng! Chúc Dực không có dắt Thủy miểu miểu tay, ngược lại trực tiếp ôm lấy Thủy miểu miểu, một mặt nghiêm túc nói ta sẽ không cho ma người một cơ hội nhỏ nhoi tổn thương nàng. Tiếp tục liền ngự kiếm mà lên. Chính mình thế nhưng không sợ độ cao, này là thượng thiên sau thủy miễu miễu thứ nhất cái ý nghĩ, gió ngên diện mà đến, thủy miễu miễu cảm nhận được vài tia tự do, khóe miệng không tự chủ được liền câu lên. Không đúng, hiện tại không là cười thời điểm, tiểu ca của ta ca đâu. Kỳ thật sớm tại miếng ngọc bên trên kim quang thoáng hiện lúc, bên ngoài tiểu ca ca liền thu lại tươi cười, nàng có tiên duyên, còn như thế hưng thịnh, ta ta không thể không thể, tiểu ca ca lẩm bẩm, giống như mất hồn bàn, đi về nhà. Thủy miễu miễu quay đầu theo chút giật nách, hướng sau nhìn lại, đương nhiên nàng cái gì cũng tìm không được, bởi vì đã đến nhà. Ổn ổn rơi xuống mặt đất, Thủy Phong cùng An Đại Vân một mặt kinh hoảng theo phòng bên trong đi ra, xem thấy Thủy miễu miễu bên người chút giật, An Đại Vân lập tức thân hình liền bất ổn may mắn có thủy phong nâng không phải an đại vân nhất định phải ngã cái ngã gục này là thủy miễu miễu lần đầu thấy an đại vân thất thố miễu miễu trở về phòng đi thủy phong lên tiếng nói thủy phong bình thường sẽ không đối chính mình sử dụng câu cầu kiến không do dự gật đầu thủy miễu miễu nhu thuận hướng chính mình gian phòng đi đến đương nhiên làm nàng an phận đợi tại gian phòng bên trong là không thể nào đợi phía sau ba người vào đại sảnh thủy miễu miễu lập tức liền thay đổi lộ tuyến. Trăng rắc phía sau truyền đến ngã cái ly thanh âm, thủy miễu miễu bị giật nảy mình, còn tưởng rằng bị trảo bao, liền nghe đại sảnh bên trong truyền đến an đại vân gầm thét thanh. Các ngươi như thế nào làm việc, kết giới đâu? Liền này dạng làm tiên duyên bại lộ tại đại đình quảng chúng chi hạ. Nếu là hấp dẫn tới ma người, đã thương miễu miễu ở phía sau, thủy miễu miễu không có nghe thấy, bởi vì nàng đã vây quanh nơi cửa sau ra cửa chuyển cái ngoặt, liền là tiểu ca ca nơi ở. Thủy Miểu Miểu vừa mới chuyển biến, đối diện liền đụng vào tiểu ca ca. "Ngươi là tới cưới ta sao?" Thủy Miểu Miểu hưng phấn nói, tiến lên muốn kéo tiểu ca ca ống tay áo, lại bị tiểu ca ca tránh khỏi. Xem chính mình tay chụp hụt, Thủy Miểu Miểu sững sờ một chút, lại nâng lên tươi cười, tận lực bình thản hỏi nói. "Như thế nào?" "Ta ta, tiểu ca ca tay tại ngực bên trong rút nửa ngày." lấy ra một cái ngọc bội đưa tới thủy miễu miễu trước mặt, ta là tới, tới trả lại ngươi này cái ngươi nếu có tiên duyên, chúng ta liền không là người một đường. Ngươi, ngươi là tại nói đùa đi. Thủy miễu miễu mặt lập tức thay đổi trắng bệt, nàng lui lại một bước, không nhìn này lúc trước chính mình đổi đi tính vật, cười tận lực sáng lạng nhìn tiểu ca ca. Không có, ta là nghiêm túc. Tiểu ca ca ngẩng đầu ngắm nhìn thủy miễu miễu, lại lập tức cúi đầu, hắn sợ hắn tại nhìn một chút trung bần bật thủy miễu miễu, liền sẽ không tiếp tục kiên trì được. Tiến lên cưỡng ép đem ngọc bội, nhét vào thủy miễu miễu tay bên trong, tiểu ca ca quay người liền đi. Chính mình bị cự tuyệt bị từ hôn, thủy miễu miễu bên tai quanh quẩn khởi tang lễ thượng những cái đó xuyên thẳng nhân tâm phổi lời nói. Một thương. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thủy miễu miễu một tiếng trống, ngăn lại một thương động tác, nhưng một thương không quay đầu lại nhìn mục thương cử động, thủy miễu miễu cười thương tâm, to như hạt đậu, giọt nước mắt như đoạn tuyến trân châu, ngăn không được rơi xuống. ngươi cũng không muốn cưới ta, ngươi cũng không nguyện ý cưới ta, cũng đúng. ai nguyện ý cưới ta? a à, không người nào nguyện ý cưới ta, không có người. không là, mục thương vừa định muốn phản bác, phía sau ngọc bội lạc địa thanh âm, thanh thúy mà vang dội. ta chán ghét ngươi, ta không muốn tại nhìn thấy ngươi, không muốn. ném hạ ngọc bội. Thủy Miểu Miểu quay người chạy. Quay đầu nhìn mặt đất bên trên bể nát ngọc bội, Mục Thương ôm đầu khóc trống, hắn không nghĩ này dạng, hắn không muốn để cho Thủy Miểu Miểu chán ghét chính mình, Thủy Miểu Miểu là chính mình song thân qua đời sau, một cái duy nhất đối chính mình cười người. Nếu là Thủy Miểu Miểu tiên duyên phổ phổ thông thông, Mục Thương còn có thể thủ hôn ước, rốt cuộc hàng năm đều có tu tiên thất bại được đưa về tới người, nhưng Miểu Miểu không giống nhau, tiên duyên hưng thịnh tương đương với nửa cái chân đã thành tiên chính mình lại có thể nào dùng hôn ước nhốt nàng chậm trễ nàng mục thương đem bể nát ngọc hợp lại khởi giống như chính mình theo thủy miểu miểu lời nói phá toái rơi tâm khó coi mà cười cười miểu miểu không sẽ hận chính mình rất lâu tiên nhân có thể cùng thiên đồng thọ miểu miểu rất nhanh liền sẽ quên chính mình nhưng vì cái gì vừa nghĩ tới miểu miểu sẽ quên chính mình liền sao miểu miểu hận chính mình còn làm người khó chịu đâu chương 3 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thủy miễu miễu một đường chạy như điên về đến gian phòng, chui vào chăn bên trong liền là nhất đốn kêu khóc. Đều là này phá tiên duyên, hại ta gã không được người, bất quá việc đã đến nước này, khi tìm cái có tiên duyên chính mình không phải là có thế gã. Bình phục tâm tình, khôi phục lý trí, thủy miểu miểu định hảo mục tiêu, dùng tay lau đem mặt tiêu sái theo ổ chăn bên trong ra tới. Vừa nhấc mắt, cùng cửa bên ngoài vào cũng không là lui cũng không là chút giật bốn mắt nhìn nhau. Ách, chút giật trước tiên dời ánh mắt, đi đến, lấy ra một khăn vuông khăn đưa cho Thủy Miểu Miểu nói khẽ. Không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cố nén xấu hổ, Thủy Miểu Miểu thần sắc không thay đổi tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, hỏi ra trước mắt chính mình nhất hoang mang sự tình. Chúc giật đứng thẳng người, hai tay ôm quyền phía trước đẩy thân thể Khánh chiếc nói nói. Thực xin lỗi đều là chúng ta sai, chúng ta nguyên cho rằng như vậy cái vắng vẻ thôn nhỏ không sẽ ra cái gì thiên tài, liền chưa nói phía trước thiết trí kết giới để ngươi tiên duyên bại lộ tại thế sợ đưa tới ma người ngấp nghé. Thủy miểu miểu trong lòng, ha ha, hai tiếng, cho nên hiện tại tình huống là, ta hôn ước không có, chính mình còn có sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi là tại đùa ta chơi sao. Thủy miểu miểu khí nghĩ hất bàn, bất quá, thủy miểu miểu ngẩng đầu nhìn chầm chầm chút Dực, chút Dực còn duy trì chấp tay trạng này là chính mình không gọi hắn liền không lên tới ý tứ sao có mấy phần đảm đương này dạng nhìn lên tới người dài cũng không tệ chúc dực bị thủy miễu miễu xem toàn thân run rẩy chính suy tư muốn hay không muốn đổi cái phương thức hài tử hẳn là dễ dụ muốn không chính mình thi triển mấy cái tiểu pháp thuật chuyển dời một chút thủy miễu miễu chú ý lực thủy miễu miễu cũng đã xuống giường đi đến chúc dực trước mặt nâng lên chúc dực tay đây là tha thứ chúc dực thấy thế gọn gàng đứng lên nhưng không đợi chút giật thở vào, liền nghe Thủy Miểu Miểu nói. Công tử hôn phối không? Không có. Mặc dù buồn bực Thủy Miểu Miểu vấn đề, chút giật còn là tình hình thực tế trả lời. Khi vị hôn thê đâu? Người yêu đâu? Không, đều không có. Chút giật cảm giác Thủy Miểu Miểu con mắt lóe sáng phát sáng, nhìn chính mình ánh mắt tựa như chuột xem thấy đại mễ. Ta gọi ngươi chút sư huynh nhưng hảo thủy miễu miễu đối với chút Dực yên nhiên nhất tiếu lôi kéo chút Dực ngồi lên giường vừa rồi chút sư huynh nói muốn bảo hộ ta như thế nào bảo hộ đâu ở này một bên có mới mục tiêu thủy miễu miễu tâm tình là rực rỡ hẳn lên khi bên thủy phong cùng an đại vân là lo lắng bất quá hắn nhóm lo lắng đối tượng không là thủy miễu miễu mà là mục thương mục thương vừa mới tới cửa tới lui hôn ước mục thương này cử động đến làm thủy phong cùng an đại vân giật mình không nhỏ nguyên còn tưởng rằng mục thương sẽ không nguyện ý nhìn mục thương bóng lưng rời đi, an đại vân nói, này tiểu tử đối chúng ta gia miểu miểu thật là có tình có nghĩa, nhưng chúng ta nhà miểu miểu, miểu miểu như thế nào? nàng không phải cũng vẫn luôn ồn ào muốn gả mục thương sao? này không là thiên ý trêu người. thủy phong nói, lại thu hoạch được an đại vân một cái liếc mắt. ra tại nữ nhân trực giác, an đại vân cho rằng miểu miểu cũng không phải là yêu mục thương, chỉ có thể coi là có mấy phần yêu thích nhưng vì cái gì vẫn luôn la hét muốn gã hắn. Chẳng lẽ miễu miểu hận gã? Nhưng có phải hay không có điểm quá sớm, tại nói hiện tại miễu miễu bị trắc ra tiên duyên còn là hưng thịnh, hướng sau bái tiên môn, không đến lột xác kỳ, sợ là không cho phép kết đạo lữ. Nói, thượng một thiên tài tu đến lột xác kỳ dùng bao nhiêu năm tới, 500 năm còn là 600 năm. Không nhớ ra được, An Đại Vân cũng lười suy nghĩ, đứng lên nói. Đi, theo giúp ta đi xem miễu miễu đi, tiên duyên nếu đã trắc ra liền muốn cách nhà. Hai người tới thủy miễu miễu phòng cửa ra vào, thủy miễu miễu chính kéo chút giật ống tay áo làm nũng, chút Dực chưa có tiếp xúc qua thủy miễu miễu này dạng nữ tử, chuẩn xác mà nói chút Dực là không như thế nào tiếp xúc qua nữ tính, rốt cuộc một lòng đều nhào vào trên tu hành. Cho nên cứ việc thủy miễu miễu liêu nhân phương thức lại không cao cấp, chút Dực cũng là luống cúng tay chân này nha đầu còn không có nảy nở liền sẽ dùng mỹ nhân kế A, cũng không biết với ai học chỉnh một cái hoa tâm đại củ cải. Trừng Thủy Phong liếc mắt một cái, An Đại Vân vung tay vào phòng cửa, chúc công tử mời đi ra một chút, ta có sự cùng miễu miễu nói. Chúc giật phản phất nghe được tiếng trời, liên tục không ngừng rời khỏi gian phòng. An Đại Vân huy trưởng, trưởng phong đóng cửa lại. Sờ bị khung cửa đập phải cái mũi Thủy Phong là dở khóc dở cười, chính mình cái này lại là chiêu ai nhà ai, xoa cái mũi, bị nhốt vào bên ngoài thủy phong, chỉ hảo dẫn chút giật đến thiên sảnh dùng trà. ngươi cái này lại là tại làm cái gì? đối với thủy miểu miểu đầu liền là một bàn tay, an đại vân lắc đầu, một thương tới lấy tiêu hôn ước. thủy miểu miểu thần sắc cứng đờ, ra vẻ nhẹ nhõm nói: ta biết a, à, ta có tiên duyên, hắn không có, tự nhiên hôn ước không thể chắc chắn. ngươi An Đại Vân thở dài, hai tay xoa thủy miễu miễu mặt, ta vẫn nghĩ không thông ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta thừa nhận bởi vì ngươi tỷ thể nhược, ta đối ngươi chú ý không có như vậy nhiều, nhưng là ngươi liền như vậy hận gã, muốn rời đi này cái nhà sao? Ta không có. Thủy miễu miễu ra sức theo An Đại Vân tay bên trong đoạt lấy chính mình khuôn mặt sử dụng quyền, hướng sau xê dịch, thuận tiện sao khởi một bên gối đầu, cách tại chính mình hai người trung gian, ta cũng không ghét này cái nhà nhưng điều này cùng ta phải lập gia đình không xung đột. Người là có thể tùy tiện loạn gã sao? An Đại Vân thập phần không yêu thích thủy miễu miễu này cái làm tiện chính mình thái độ, này cùng chính mình trực giác không có gì sai biệt, thủy miễu miễu cũng chỉ là muốn gã người mặc kệ đối tượng là ai. Hít sâu một hơi An Đại Vân ôn tồn nói. Ngươi còn nhỏ ngươi có thể từ từ sẽ đến, không cần phải, sẽ đại cuối cùng là sẽ đại chỉ càng lớn hơn nhàn thoại liền đến thủy miễu miễu đánh gãy an đại vân lời nói đem gối đầu ném qua một bên theo giường bên trên đứng lên hướng an đại vân gào thét an đại vân sững sờ nửa ngày đằng một chút đứng lên chỉ vào bên ngoài nói nói là người khác nói gì không thông bên trong những cái đó người nhiều chuyện các nàng gã tùy ý gã sớm hủy cả đời liền muốn tới hủy ta nữ như sao an đại vân kéo tay áo phản phất thủy miễu miễu chỉ cần gật đầu một cái, nàng liền có thể lập tức lao ra trả hoa kia quần loạn nói huyên thuyên chi người mặt. Nhưng thủy miễu miễu không có trả lời, nàng liền yên lặng đứng ở trên giường, đờ đẫn nhìn An Đại Vân. Mất hồn chán nản bộ dáng, làm An Đại Vân tâm đều nhanh đau hóa. Ngẹn ngào một chút, An Đại Vân điều chỉnh tâm tính, bò lên giường, ngồi quỳ chân tại thủy miễu miễu trước mặt, miễu miễu ngoan, Miễu miễu nhớ kỹ ta còn có ngươi phụ thân chưa hề hy vọng ngươi qua loa gã chồng, nếu tìm không được một cái, ngươi yêu thích hắn, hắn cũng yêu thích ngươi người coi như chung thân không gã có gì phương, dù sao ta cùng ngươi cha dưỡng khởi. Thật là khí phách tuyên ngôn, chính mình hảo giống như tại kia nghe qua. Thủy miễu miễu há mồm nghĩ muốn phản bác, các ngươi rõ ràng không kịp chờ đợi đem thủy thanh tể gã đi ra ngoài, há mồm lại nếm đến một cái mặn cay đắng, chính mình khóc sao. Khi nào, đưa tay đụng một cái con mắt Thủy miểu miểu tại cũng không có cách nào ra vẻ kiên cường Ông đầu gối ngồi liệt tại giường bên trên Nước mắt khoảnh khắc bên trong liền ướt nhẹp vạt áo Miểu miểu tan đại vân đứng dậy ôm lấy thủy miểu miểu Hôn lấy thủy miểu miểu cái tráng Miểu miểu không khóc Cái gì sự tình đều có ta đây Này cho tới trưa Liền tại mẫu nữ hai ôm đầu khóc trống Thời gian bên trong kết thúc Thủy phong đau lòng nhìn an đại vân khóc hồng hốc mắt Ngươi nói ngươi miễu miễu là đi tiên môn tu hành lại không là không trở lại như thế nào khóc thành này dạng. Ngươi biết cái gì? An Đại Vân hiếm thấy văn tục, kéo Thủy Phong cổ áo nói. Đều là ngươi một hai phải đến này phá địa mới hiểu được, Thủy miễu miễu mới có thể bị những cái đó người nhiều chuyện làm hư. Ngày xưa ta đối các nàng cũng không có cái gì hảo cảm, nói ta ghen tị, khuyên ta rộng lượng, ta không nói liền đừng tưởng rằng ta không hiểu, các nàng liền là coi trọng ngươi, nghĩ tắt chính mình nữ nhi đi vào, hiện tại lại còn làm hư ta nữ nhi, cái gì gọi không lấy chồng liền là bất hiếu, sinh vì nữ nhi thân liền nhất định phải gả chồng sao. Thật là tức cười. Tỉnh táo, tỉnh táo, đừng tức giận hư thân thể. Hừ. An Đại Vân buông ra thủy phong cổ áo, nam nhân liền không có một cái là đồ tốt. Cái này lại là như thế nào nhất lên? Thủy Phong cảm thấy thập phần ủy khuất, lúc trước ta cũng là nghĩ ở rễ tới lăng. An Đại Vân vứt xuống thủy phong, đi đến cửa sổ, nhìn đình viện bên trong thủy miễu miễu cùng chút giựt. Khóc đến là khóc thống khoái, nhưng tự hồ cũng không có đưa đến cái gì tác dụng. An Đại Vân hiện tại duy nhất có thế may mắn là, thủy miễu miễu mặc dù hận gã, nhưng nên có điểm mấu chốt đều còn tại, lúc trước mặc dù lưu lần toàn thôn thiếu niên, nhưng tự theo cùng một thương định ra hôn ước sau, thủy miễu miễu liền tại cũng không lưu qua người khác hiện tại hôn ước không có liền lại thói cũ nảy mầm làm người đau đầu. Chương 4 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Buổi chiều Mã Sơn lĩnh đội mang một đám có tiên duyên hài tử, đi vào thủy miễu miễu gia môn khẩu, bọn họ nguyên bản kế hoạch là kiểm tra xong, tu sửa một hai ngày tại lên đường trở về tiên minh cũng là cho những cái đó muốn cách nhà hài tử lưu một chút thời gian làm chuẩn bị. Nhưng ra thủy miễu miễu này cái đột phát sự kiện sau, nơi đây liền không nên ở lâu càng sớm trở về tiên minh càng an toàn bái biệt thủy phong cùng an đại vân sau thủy miễu miễu theo an đại vân tay bên trong thu hoạch được một điều bằng bạc liên giới chạm rỗng hoa văn vòng tay bên trên liên tiếp ba cái chiếc nhẫn kiểu dáng rất lớn nhưng làm thủy miễu miễu đem này đeo lên tay phải bên trên lúc liên giới lập tức trở nên vừa vặn thích hợp thủy miễu miễu động ngón tay hoạt động tự nhiên liền biết thủy phong cùng an đại vân bọn họ không đơn giản này liên giới có phải hay không bên trong còn có kia cái gọi là không gian đâu. Thủy Phong tự hồ biết Thủy Miểu Miểu tại suy nghĩ cái gì, thời gian cấp bách chúng ta không kịp thu dọn đồ đạc chỉ có thể vội vàng cấp ngươi chuẩn bị này điều Thủy Doanh ẩn, ngược lại là ủy khuất Miểu Miểu, bất quá chờ Miểu Miểu bắt đầu tu hành sau liền hảo, đến lúc đó Thủy Doanh ẩn ngươi liền có thể sử dụng tự nhiên. Nhìn chầm chầm mu bàn tay, Thủy Miểu Miểu cũng không phải nói cái gì, này hơn 2 năm qua, nói không có bồi dưỡng được cảm tình cũng là không thể nào, nhưng Thủy Miểu Miểu khúc mắt khó tiêu, chỉ có thể từ nghèo nói, cảm ơn. Một nhà người nói cái gì tạ, ta đem ngươi đến cửa ra vào. Thủy Phong đứng lên liếc nhìn bên người che mặt An Đại Vân, ngươi nương nàng, Thủy Miểu Miểu quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, không cần đưa ngài lưu lại tới Trấn An, Thủy Miểu Miểu trần chừ một lúc nói. Trấn An nương thân đi. An Đại Vân chấn động toàn thân, Chính mình đã nhiều ngày không có nghe được Miểu Miểu kêu chính mình nương thân, đồng dạng đều là xưng hô ngài, ngài, mới lạ có thể. An Đại Vân xoay người ôm chặt lấy Thủy Phong eo khóc nức nở lên tới. Thủy Miểu Miểu bất đắc dĩ xem, không phải nói cái gì, tại Thủy Phong ra hiệu hạ, đi vào phòng bên ngoài lôi kéo ở bên chờ chút giật ống tay áo, đi ra ngoài cửa. Cửa bên ngoài Mã Sơn đã chờ nhiều lúc, thấy Thủy Miểu Miểu ra tới Mã Sơn theo mang lấy ra một cái trang giấy dạng đồ vật. Phao lên thiên không, nháy mắt bên trong bầu trời bên trên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, dẫn tới đám người là kinh hô không thôi. Thủy miểu miểu cũng ngẩng đầu đánh giá này chiếc giống như dừng ở mây bên trên thuyền. Tay một bên gió nhẹ lướt qua, thủy doanh ẩn bên trên dây xích sát qua mu bàn tay, có chút ngứa. Thủy miểu miểu cúi đầu nhìn về tay phải, gió thổi liên động, phản phất giống như thấy thủy miểu miểu tự hồ nghe đến lục lạc thanh. Nhưng thủy ẩn danh bên trên cũng không có khảm nạm lục lạc chẳng lẽ là chính mình nghe nhầm? không đợi thủy miễu miễu suy nghĩ nhiều, đột nhiên cuồng phong khởi, đừng rời bỏ ta. chút giật thanh âm nghiêm túc truyền đến, thủy miễu miễu xem chính mình tay phải bị một trương đại thủ bao trùm, gió càng ngày càng tùy ý, mới vừa rồi còn tin không vạn lý bầu trời bên trên, giờ phút này là mây đen dày đặc, lập tức thiên địa gian liền tỏ ra ảm đạm vô quan. cảnh giới, mã sơn hô tay bên trong phất trần giờ phút này đã huyển hóa thành một bả hiện ra hàng quan kiếm đặng chính hào các ngươi nhanh lên tăng thêm tốc độ đưa này quần tiểu hài lên phi thuyền chúc giật ngươi bảo vệ tốt thủy miễu miễu chúc giật nít cái quyết một điều màu vàng tuyến trống rỗng mà ra cuốn lấy chính mình thủ đoạn sau đó trèo lên thủy miễu miễu thủ đoạn chúc giật cảm giác thủy miễu miễu tay rất lạnh cho rằng thủy miễu miễu tại sợ hãi đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi thủy miễu miễu không có sợ tay lạnh là trời sinh, một cái tên bảy cái nước, không kết băng cũng đã rất không tệ. Huống chi thủy miễu miễu căn bản liền không chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa, nàng nhìn chầm chầm cuốn lấy chính mình cùng chút giật cổ tay bên trên kia cùng kim tuyến, trong lòng yên lặng tiếc hận nói, như thế nào không là màu đỏ đâu. Gió lớn có chút làm người đứng không vững các vàng đầy trời mê mắt, thủy miễu miễu cảm giác đến một tia áp bách cảm giác một cái bén nhọn chói tai tựa như tiểu đao lạc thủy tinh thanh âm vang lên, nghe nói này bên trong có cái tiên duyên hưng thịnh chi người, không biết là ai vậy. Quản hắn là ai, toàn bộ bắt đi hảo. Theo này cái thanh âm khàn khàn lạc địa, không trung xuất hiện mấy cái thân áo bào đen người, hướng đám người đánh tới cùng mã sơn chờ người đánh đấu. Chút giật che chở thủy miễu miểu, tận lực giảm bớt tồn tại cảm. Là ngươi sao? Phía sau đột ngột vang lên một cái thanh âm, thanh âm nghe lên tới hòa ái dễ gần, thủy miễu miễu lại bản năng rùng mình một cái. Chính cảnh giác bốn phía chút giật cảm giác đến thủy miễu miễu dị dạng, lông mày gắt gao nhăn lại, chính mình cũng không có cảm giác được gần đây có ma người A. Chẳng lẽ là, chút giật nắm ở thủy miễu miểu eo, rút ra bên hông bội kiếm, quay người hướng phía sau chém tới, một đạo hắc vụ bị chém tán. Kiếm xẹt qua hắc vụ, phát ra tư ầm ầm thanh âm, kiếm bị ăn mòn. Đánh không lại, Trúc Dực thầm nghĩ, ông lấy Thủy Miễu Miễu hướng nơi xa chạy tới. Hắc vụ như quỷ mị bàn xuất hiện tại Trúc Dực trước mặt, sau đó lan tràn, đem Trúc Dực cùng Thủy Miễu Miễu nhốt lại này hơn thước chi địa. Trúc Dực vứt sạch kiếm thuật đổi dùng tiên thuật, Thủy Miễu Miễu đầu bị Trúc Dực chôn tại ngực, nhìn không thấy tình huống, chỉ nghe kia cái hòa ái dễ gần thanh âm tại này hướng khởi, tựa như nhà bên trong trưởng bối dạy bảo Tiểu bối bình thường nói nói. Tiểu bằng hữu ngươi đạo hạnh không đủ a, à, tại luyện cái mấy trăm năm đi. Lời nói cùng với trưởng phong, theo Thủy Miểu Miểu eo bên cạnh sát qua, chút giật bị một trưởng đánh ra hắc vụ bên ngoài, mà Thủy Miểu Miểu cảm giác có xuề tay ra sách trụ chính mình sau gáy, nghĩ sách động vật bình thường, chính mình theo chút giật ngực bên trong đi ra ngoài. Nhưng một giây sau, chính mình lại về tới chút giật bên người. Quỳ một gối xuống đất ho ra máu chút giật, thấy này, lập tức một lần nữa vòng lấy Thủy Miểu Miểu nhìn hắc vụ, trào phúng cười một tiếng. Hắc vụ bên trong tựa hồ truyền đến một tiếng nghi hoặc, tiếp tục hắc vụ tụ thành một cái hình người. Cái kia là một cái hình người hình dáng, không có cụ thể ngũ quan, nhưng thủy miễu miễu tổng giác hắn chính nhìn chầm chầm chính mình thủ đoạn, nhìn chầm chầm làm người rung lên. Thú vị! Hắc vụ người chiêu thủ, một thanh trường kiếm xuất hiện, nguy nghĩ hậu sinh khả úy dự lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra là không được. Cầm kiếm đánh tới, chút Dực nhất kiếm miễn cưỡng đỡ lại, lại liền lùi mấy bước. Chút Dực liếc nhìn nơi xa, mã lão bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là không cách nào viện trợ chính mình, chút Dực ôm lấy thủy miễu miễu, chút nào không ham chiến chạy. Hắn ý nghĩ là, kéo, kéo tới tiên minh tới người liền hảo. Bất quá chút Dực không chạy bao xa liền bị hắc vụ đuổi theo, hắc vụ người tự hồ cảm thấy kéo thời gian quá dài, mất kiên trì, ngay từ đầu còn cố kỵ thủy miễu miễu, Hiện tại là chiêu chiêu trí mạng, chút giật giờ phút này đã mình đầy thương tích, thủy miểu miểu cũng bị kiếm khí vẽ chút khẩu tử. Đời trước thủy miểu miểu là mở khí ra tự sát, đi thời điểm vô tri vô giác, cho nên thủy miểu miểu cho tới bây giờ không biết người đối diện tử vong lúc, thế nhưng là như vậy sợ hãi. Thân thể không tự chủ được trung rẩy, chút giật nhẹ vỗ về thủy miểu miểu lưng, không cần sợ, tiên minh nhất định sẽ tới người. Có chút giật an ủi Thủy miễu miễu miễn cưỡng yên ổn xuống tới, nhưng không có kéo dài bao lâu, hắc vụ lần hai quấn thượng tới, lần này là từ phía sau tập kích, thủy miễu miễu xem thấy, kiếm trực chỉ chút giật cánh tay trái. Không muốn. Thủy miễu miễu rít gào, cùng với rít gào, máu tươi phun ra ngoài, chút giật cánh tay trái đằng không bay lên, thủy miễu miễu cũng cùng nhau bị ngã văng ra ngoài, máu tươi dán lên thủy miễu miễu hai mắt. Thủy miễu miễu thấy không rõ, chỉ mơ hồ xem thấy một cái người theo hắc vụ bên trong hiện ra tới, hướng chính mình đi tới, thủy miễu miễu cảm giác chính mình bị hắn nhấc lên, tiếp tục chính mình lại bị ngã tại mặt đất bên trên, nhảy ranh, ngươi dám cắn ta. Cắn. Ai cắn hắn, kia người vung ngược tay lên, một cái vật nặng có vẻ như bị vứt ra ngoài, trọng trọng ngã sắp xuống mặt đất bên trên, không biết sinh tử. Giải quyết này cái đột phát vấn đề nhỏ, kia người lần hai hướng thủy miễu miễu duỗi ra ma trảo. Xu 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 xu, vài thanh kiếm theo thiên mà hàng, cắm đến thủy miễu miễu trước mặt, ngăn cách ma người phía trước vào bộ pháp. An tuyệt lão. Tổn thương ta tiên minh bên trong người còn không thúc thủ chịu trói. Thủy miễu miễu cầm ống tay áo lung tung lau đem mặt, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đứng mấy vị xuyên này màu trắng viền vàng phục sức người, người đầu lĩnh bộ dáng tựa như cái năm 60 tuổi lão nhân, nhưng râu tóc toàn bộ màu đen, bộ dáng một mặt nghiêm túc hắn trước mặt ngừng lại một bả cự kiếm, trực chỉ an tuyệt lão. Các ngươi đi trợ người. Hắn nói nói. Là, Long trưởng lão. Phía sau đám người nhao nhao lĩnh mệnh. Thấy một vị nữ tử, rơi xuống chút giật trước mặt, tại chút giật vai trái bên trên điểm mấy lần máu liền ngừng lại, lại đi chút giật miệng bên trong lấp mấy viên thuốc hoàng, thủy miễu miễu thấy thế vẫn luôn đề tâm mới thả trở về bụng bên trong. Long trưởng lão an tuyệt lão lẩm bẩm là long bác đào a ngươi cũng làm thượng trưởng lão a chúc mừng chúc mừng đừng có nói nhảm long bác đào quát lớn an tuyệt lão cười bày ra hai tay nhìn long bác đào nói khi đến a ta hiện tại cũng đã bó tay ngươi dám cầm sao thật là khí phách tuyên ngôn thủy miễu miễu vụng trộn nhìn về an tuyệt lão nói thật an tuyệt lão dài một chút cũng không giống ma tu sau bầu trời kia cái cứu chính mình long bác đào dài còn muốn mặt mũi hiền lành. Mặt bên trên quải ôn hòa cười, tựa như nhà bên gia gia, làm người có phần có hảo cảm, đương nhiên tiền đề là hắn không có gọt sạch chút giật cánh tay. An tuyệt lão một câu nói sang long bác đào sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn nói đúng, long bác đào là thật không dám đem an tuyệt lão bức cấp. Đủ. An tuyệt lão thưởng thức đủ long bác đào quẩn thái, đại phát từ bi chỉ vào mặt đất bên trên thủy miễu miễu, thiên phú lại hảo, tâm tính cũng là cái mềm yếu không cái gì ý tứ, còn không bằng kia cái dám cắn ta nam oa oa. Nói an tuyệt lão lần hai hóa thành hắc vụ, nha, nếu còn sống, ta đây mang đi. Lưu lại này câu nói, an tuyệt lão quyển khởi một trận gió biến mất không thấy. Nam oa oa. Nghe được này ba chữ, thủy miễu miễu đầu óc thứ nhất cái hiện ra đúng là một thương tên, thật là si ngốc, thủy miễu miễu lắc đầu, đem này cái tên theo đầu óc bên trong đuổi ra ngoài, hắn lại không có tiên duyên, tới này lẫn vào cái gì. Mặt khác Ma Tu vừa thấy An Tuyệt lão đi, một đám cũng đều liên tục không ngừng chạy. Chương 5 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chút giật tỉnh lại phát hiện chính mình nằm tại giường bên trên, kia hẳn là liền là an toàn, quay đầu nhìn hướng chính mình vai trái, tay cục đã bị gắn, bất quá chính mình vẫn còn vô tri giác. Dùng tay phải vén chăn lên, Chút Dực chính muốn xuống giường, phát hiện mép giường co lại thành một đoàn thủy miểu miểu. Thủy miểu miểu ôm đầu gối ngồi tại mặt đất bên trên, đầu dựa vào mép giường, một chút một chút điểm. Chút Dực nhìn Thủy miểu miểu, một ít bị lãng quên ký ức chậm rãi tại khôi phục, ngón tay bôi qua thủy miểu miểu mặt bên trên vết thương, còn nhớ rõ chính mình tựa hồ có qua một người muội muội. Trăm năm khổ tu, thời gian đối chính mình tới nói không lại búng tay chi gian làm nhớ tới chính mình còn có cái nhà lúc, kia bên trong sớm đã thương hải tan điền, thông trang bị khuết trương thành thành trấn, trí nhớ bên trong thân nhân sớm đã làm một nắm đất vàng. Trí nhớ bên trong chính mình cách nhà lúc, muội muội tựa hồ mới 5-6 tuổi, không biết nàng lớn lên bộ dáng là không như thủy miễu miễu đồng dạng đáng yêu. chút giật nhịn xuống chính mình nghĩ trạc thủy miễu miễu kia vẫn còn còn có chút hài nhi mập khuôn mặt, đưa tay đi lấy một bên nước, lại khiên động miệng vết thương, kêu lên một tiếng đau đớn, Thủy Miểu Miểu theo mặt đất bên trên bừng tỉnh, nhìn hướng chút giựt. Chúc sư huynh ngươi đã tỉnh. Thủy miễu miễu chống đỡ mép giường đứng lên, đem gối đầu lũy khởi, đỡ chút giật dựa vào thượng. Chúc sư huynh muốn uống nước ta tới liền hảo, đúng. Thủy miễu miễu nhìn về giường trên bàn chờ nhiều lúc chén thuốc. Chúc sư huynh muốn trước đem thuốc uống, hàng đan sư tỷ đặc biệt căng dặn. Thủy miễu miễu nói bàn tay hướng chén thuốc. Bỏng. Thủy Miểu Miểu gọi vào, hai tay lập tức bắn về, nắm chính mình vành tay, đều thả như vậy lâu, như thế nào còn như thế bỏng. Hàng đang hẳn là tại mặt bên trên làm pháp, tới bảo đảm thuốc không lạnh. Chúc Dực giải thích nói, miết cái quyết, một khối băng xuất hiện tại thủy miễu miễu trước mặt, thủy miễu miễu vội vàng tiếp được, tới làm dịu ngón tay bên trên nóng rực cảm giác. Chúc Dực bàn tay hướng chén thuốc, thủy miễu miễu ở một bên nói. Nó thực bỏng. Đoan khởi chén thuốc chút giật hướng thủy miễu miễu cười cười, chờ ngươi bắt đầu tu hành, liền có thể điều tiết chính mình giác quan. Nói xong chút giật đem thuốc tất cả hết sạch, cơ hồ rất nhỏ nhíu mày lại. Có phải là rất khổ hay không? Thủy miễu miễu ngồi ở mép giường từ phía sau lấy ra cái giấy dầu bao đánh mở bên trong là một ít mức hoa quả. Lên tới tiên thuyền sau, thủy miễu miễu phát hiện mặt bên trên có rất nhiều ăn vặt, đại khái là dùng để chuyển dời những cái đó lần đầu cách nhà hài tử chú ý lực đi, thủy miễu miễu liền thuận tay sau một bao. Ăn mấy cái mức hoa quả ngăn chặn cay đắng, hoặc là dược ý thượng tới chút giật ngáp lên. Muốn lại nghỉ ngơi một lát sau. Thủy miễu miễu đứng dậy, nghĩ muốn đỡ chút giật nằm xuống. Mà chút giật vẫy vẫy tay, cự tuyệt, ngươi cũng bị thương, nhanh đi nghỉ ngơi, không cần chiếu cố ta. Ta không có việc gì, ta chỉ là không biết làm cái gì hảo. Thủy miễu miễu trên mặt đất mà ngồi, cúi đầu nói. Hàng đan sư tỷ nói cánh tay mặc dù tiếp thượng, nhưng sợ khó khôi phục linh hoạt, ta thật thực, chút giật lung lay tay phải, đánh gãy thủy miễu miễu xin lỗi. Pháp quấn, bất quá là một cái cấp thấp thuật pháp, nhưng nó rất kỳ quái, trừ thi pháp giả tự hành hủy bỏ pháp thuật, không phải cũng chỉ có thể giết thi pháp giả, hoặc là như vậy lúc ấy cấp thủy miễu miễu bộ thượng pháp cuốn bất quá là vì kéo dài thời gian, chính mình đã sớm dự liệu kết quả, không có bỏ mình, ngay cả cánh tay trái cũng tiếp thượng, này có thể so sánh dự đoán tốt hơn nhiều. Ta quen dùng tay phải, mặc kệ là cầm kiếm còn là thi pháp, tại nói bảo hộ các ngươi là tiên minh cho ta nhóm nhiệm vụ, cho nên ngươi hoàn toàn không cần tự trách. Thủy miễu miễu trầm mặt nửa ngày sau nói, ngươi như vậy liều mạng, chỉ là bởi vì nhiệm vụ. Có lẽ Chúc Dực chần chừ một lúc nói: "Ta tìm ý thức cho rằng ngươi dài giống ta muội muội, ca ca bảo hộ muội muội không là thiên kinh địa nghĩa sao?" "Ngươi này cái trả lời còn không bằng thứ nhất cái, chính mình như thế nào thành muội muội nha." Thủy Miểu Miểu nghĩ vặn chính chút Dực ý nghĩ, quỳ ngồi dậy, nhìn Chúc Dực, không liên quan nói thế nào Chúc sư huynh ngươi liều mình đã cứu ta, có câu nói nói thế nào tới, đại ân đại đức không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp." Chút Dực ha ha phá lên cười, cười cũng là quá hết sức vui mừng, cho nên vui quá hóa buồn, liên lụy đến xương ngực bên trên miệng vết thương, lại sửa kịch liệt ho khan. Thủy Miểu Miểu liền vội vàng tiến lên giúp Chút Dực thuận khí, tại đưa lên một chén nước, ngươi rốt cuộc tại cười cái gì, chẳng lẽ các ngươi này không có này câu nói sao? Có là có. Chút Dực tiếp nhận nước, uống một hớp nhỏ, chỉ là theo ngươi miệng ngươi nói ra tới quá quái lạ, ngươi nhiều ít tuổi? 15 tuổi, đúng, chỉ có 15 tuổi trở lên 25 tuổi trở xuống mới có thể tham gia kiểm tra, ngươi một cái mới 15 tuổi nha đầu nói cái cái gì hôn, luận cái cái gì gã. Thủy miễu miễu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng thật là quá đáng yêu, chút giật vô ý thức đưa tay nhéo một cái thủy miễu miễu khuôn mặt. Còn lấy thân báo đáp, ta lại không cái gì kỳ quái đam mê, hơn 150 tuổi tuổi tác cưới cái 15 tuổi tuổi tác, chút giật vẫn còn tiếp tục thao thao, Thủy Miểu Miểu đã lộn xộn nhìn chằm chằm chút giật khuôn mặt chính mình như thế nào quên, cầu tiên vấn đạo người là có thế theo hình dạng thượng nhìn ra tuổi tác sao. Chính mình mới 15 tuổi, coi như thêm đời trước nửa tuổi tác bất quá bốn mươi mấy, Thủy Miểu Miểu đột nhiên cảm giác chính mình hôn đồ vô vọng. Bất quá nếu đã không cách nào theo hình dạng thượng nhìn ra tuổi rồi, vậy tại sao còn muốn để ý tuổi tác đâu? Thủy Miểu Miểu nhìn hướng chút giật, hắn so trước kia lời nói nhiều thật nhiều, có lẽ bởi vì trầm tĩnh lại, có lẽ là thật đem chính mình làm thành hắn muội muội tính, thủy miễu miểu lắc đầu, trước không nghĩ này cái, hết thảy đợi đến đạt mục đích tại nói đi. Thủy miễu miễu đứng lên đánh gãy chút giật lời nói, chút sư huynh, hàng đan sư tỷ cố ý nói, ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều tới. Cường ngạnh đem chút giật nhét vào chăn bên trong, chút sư huynh hảo hảo nghỉ ngơi, ta buổi tối tại tới thăm ngươi. Thủy miễu miễu hướng phía cửa đi tới, lại quay đầu một mặt chân thành hỏi nói, chúc sư huynh các ngươi ăn cơm sao? sững sờ một chút, chúc giật cười nói. Đương nhiên ăn, bình thường chúng ta sẽ chỉ tại bế quan thời điểm mới tích cốc. Khi hảo, một hồi ta đem bữa tối cấp ngươi đoan lại đây. Đây là tại tiên thuyền bên trên đợi ngày thứ ba, Thủy Miễu Miễu không nghĩ tới mục đích thế nhưng như vậy xa xôi, Long Bác Đào Long trưởng lão ngược lại là ngự kiếm đi trước, còn lại người lưu tại tiên thuyền bên trên. Thủy Miểu Miểu hỏi qua chút giật, các ngươi liền không có cái gì truyền tống trận pháp chi loại có thể chật một tiếng liền đến mục đích sao? Thủy Miểu Miểu vấn đề thu hoạch được chút giật một cái sờ đầu sát. Cười nhìn Thủy Miểu Miểu lý bị chính mình nhu tạc mau tóc, chút giật chậm rãi nói. Ta đột nhiên phát hiện Miểu Miểu ngươi thật tốt khuyết thiếu thường thức, này loại đồ vật đương nhiên là có, nhưng là các ngươi chưa hề tu qua hành thân thể sẽ không chịu nổi. Càng mấu chốt là cửa bị một chân đá văng, Đánh gãy chút giựt lời nói, Thủy miểu miểu cùng chút giựt đồng loạt nhìn về cửa bên ngoài mã lão. Ngươi có phải hay không trốn học? Chút giựt cuối người tại Thủy miểu miểu bên tai nhỏ giọng nói. Cái này bắt đầu thường khóa sao? Thủy miểu miểu rất là kinh ngạc. Một ít thường thức khóa, tránh cho các ngươi đến tiên minh phạm sai lầm. Thủy miểu miểu bừng tỉnh đại ngộ nói, đầu một đêm bữa ăn thời điểm, Mã Sơn là nói qua có cái gì khóa tới bất quá chính mình toàn bộ tâm tư đều tại chút giật trên người, hoàn toàn không có nghe mã lão nói chuyện. Đương nhiên Thủy Miễu Miễu không là tại suy nghĩ cái gì biện pháp làm chút giật cưới chính mình, Thủy Miễu Miễu là thật thực lo lắng chút giật tổn thương, đều ba ngày chút giật mới có thể miễn cưỡng động động tay trái ngón tay. Huống chi này mấy ngày ở chung xuống tới Thủy Miễu Miễu cũng phát hiện, chút giật là thật đem chính mình làm muội muội. Nếu như thế Thủy Miễu Miễu cũng liền chân thành coi chút giật là huynh trưởng. Thủy Miểu Miểu là bị Mã Sơn sách cổ áo lôi ra phòng cửa, Mã Sơn ngữ trọng tâm trường nói: "Tiểu đạo hữu, ngươi không thể bởi vì ngươi tiên duyên hảo liền tùy ý vọng vì, ngươi nên biết nói con đường tu tiên nhưng là nguy cơ tứ phía. Cho nên ta ngay từ đầu liền không nghĩ tu tiên, ta chỉ là muốn gả người." Đương nhiên này lời nói Thủy Miểu Miểu chỉ dám tại trong lòng nhắc tới, làm ma người chân chính đột kích lúc, Thủy Miểu Miểu đột nhiên liền rõ ràng, chính mình này tư chất nếu bị chiêu cáo thiên hạ, chính mình cũng liền không có đường quay về, muốn không tu tiên muốn không bị ma người bắt đi. Mặc dù thủy miễu miễu không rõ ràng ma tu rốt cuộc lại xấu đến mức nào, ma tu trảo chính mình tới để muốn làm cái gì, dù sao kia cái gọi an tuyệt lão ma tu, nếu có thế không chút do dự cắt đứt chút giật cánh tay. Khi chính mình lạc người bọn họ tay bên trong hẳn là liền là không chết cũng tàn phế. Vì có mệnh đem chính mình gã đi, chính mình nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng. Thủy miễu miễu ý nghĩ, nếu là bị an tuyệt lão biết, chắc hẳn an tuyệt lão khẳng định thực vĩ khuất. Bên cạnh ma tu trảo thủy miễu miễu là nấu là pha an tuyệt lão không rõ ràng, chính mình bất quá nghĩ tìm một cái thiên phú tốt một điểm người làm đồ đệ thôi, hảo đem chính mình này một thân truyền thừa y bác đi xuống. Như thế nào? Ma tu lại không thể có truyền thừa sao? Bất quá này một chuyến cũng không có ủng phí, chính mình ngược lại là nhặt một cái thật thú vị nam oa oa. Chương 6 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mã Sơn giảng bài, theo ban ngày nói đến đêm tối, một đám tiểu bằng hữu đều mơ màng sắp ngủ, thủy miểu miểu ngược lại là thanh tĩnh. rốt cuộc kiếp trước là đưa ra thị trường công ty nữ lão bản. Bất quá Mã Sơn nói nói nhảm cũng là nhiều một chút, khái quát tới nói chính là chính mình 15 tuổi phía trước chỗ ở gọi phàm giới, hiện tại muốn đi địa phương gọi thần ma giới chỉ có có tiên duyên người mới có thể tự do ra vào thần ma giới. Sau đó thần ma giới bản đồ lại phân làm 56 tòa tiên thành, 32 tòa ma thành, lấy cùng một ít đặc thù khu vực, đặc thù khu vực Mã Sơn liền không có từng cái liệt kê, rốt cuộc này loại địa phương đều nguy hiểm vô cùng. Sau đó liền là tiên môn bách gia có nào, tiếp tục liền là vì sao ma tu, ma tu có nhiều tàn nhẫn, nhất định không muốn ngộ nhập lạc lối chi loại. Thủy miễu miễu nghe tới nghe qua, đạt được một kết luận như thế nào ma tu, không bị tiên minh thừa nhận liền là ma tu. Hảo không có đạo lý, bất quá thủy miễu miễu cũng không quan tâm này đó. Trừ ma tu bên ngoài, thần ma giới bên trong có một dị tộc, bọn chúng tàn nhẫn thị sát, thì chúng ta làm thức ăn. Mã Sơn Thanh âm đột nhiên vừa giảm biểu tình âm trầm, đem một đám tiểu bằng hữu dọa cái giật mình không tại dám ngủ gà ngủ gật. Chúng ta xưng bọn chúng vì ma tộc, các ngươi nếu gặp được bọn chúng, đây là muốn nói cái gì quan trọng sự tình sao?" Thủy Miểu Miểu xem Mã Sơn kia tư thế chính chuẩn bị nghiêng tai lắng nghe, Mã Sơn nhưng lại tiếng nói nhất chuyển, "Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá lo lắng ma tộc gần như diệt sạch, các ngươi là không quá khả năng gặp phải." Tiếp tục chúng ta đến nói một chút các ngươi hiện tại muốn đi địa phương à Mã Sơn này cái chuyển hướng thật là quá đột ngột, Thủy Miểu Miểu kém chút một ngụm khởi không có thượng tới bất quá rốt cuộc nói nói thủy miễu miễu quan tâm nhất sự tình. Mã Sơn bọn họ vẫn luôn niệm tiên minh, không là chính mình muốn bái tông môn, mà là tiên môn bách gia tạo thành một cái liên minh, phụ trách giữ gìn các phương yên ổn. Mà Mã Sơn bọn họ chỉ là phụ trách đem các ngươi, an toàn đưa đến tiên minh, tại phân phối theo nhu cầu cấp các đại tông môn, lại từ các đại tông môn tự hành chủ cầm bái sư. Phân phối theo nhu cầu. Này lời nói nghe lên tới là lạ, bất quá theo mã sơn lời nói bên trong thủy miễu miễu nghe ra mấy phân chính mình tựa hồ không thuộc về phân phối theo nhu cầu kia nhất ba bên trong đỡ chút giựt đến bông tàu bên trên đi đi thủy miễu miễu mới phát hiện này tiên thuyền tựa hồ đã thoát ly phàm giới tiên thuyền bên ngoài đập vào mắt đều một mảnh trắng xóa rõ ràng hôm qua còn là non xanh nước biếc nhanh đến chút giựt cảm thán nói nhìn hướng thủy miễu miễu ngươi nếu cảm giác không thoải mái có thể đi bên trong ngồi không có a à ta đỉnh hảo. Thủy Miểu Miểu vặn vẹo uống éo vai bên cạnh, rất là kỳ quái chút giật vì cái gì như vậy nói, ta đều nói qua, ta những cái đó vết thương nhỏ đã sớm khỏi hẳn, chút sư huynh không cần lo lắng. Ta không là nói này cái. Chút giật nhìn chằm chầm Thủy Miểu Miểu xem vài giây đồng hồ, thu hồi nhãn thần, ta đều quên ngươi tiên duyên, Chút giật lời còn chưa nói hết. Quanh tiên thuyền phát ra tiếng vang ầm ầm, Thủy Miểu Miểu đưa mắt nhìn lại tiên thuyền tự hồ đụng vào cái gì bình chướng, tốc độ chậm lại, nhưng không có đình chỉ tiến lên. Tiên thuyền gian nan hướng bình chướng bên trong chen, đầu thuyền chậm rãi chen vào bình chướng, thủy miễu miểu xem biến mất đầu thuyền trừng lớn hai mắt. Đừng sợ, không có việc gì. Chút giật dắt thủy miễu miễu tay, nên tiếp kia nhìn không thấy bình chướng. Đột nhiên thủy miễu miễu cảm giác đau đầu muốn nứt, toàn thân nháy mắt bên trong bị rút sạch khí lực, chỉnh cái người đối diện hướng mặt đất bên trên cắm xuống, may mà có chút giựt che chở bất quá này cảm giác không có kéo dài bao lâu làm thủy miểu miểu hai mắt tỏa sáng lại thấy nước biếc núi xanh lúc khó chịu cảm giác liền giống như thủy triều rút đi hoan nghênh đi vào thần ma giới chút giựt ngắm nhìn phương xa nhẹ nói bất quá không có chờ thủy miểu miểu thưởng thức thần ma giới rất tốt non sông còn tại bình chướng bên ngoài thân tàu đột nhiên truyền đến một trận quỷ khóc sói gào như thế nào thủy miểu miểu quay đầu nhưng không dám động chúc dực thấy thế giác thủy miễu miễu đi về tại bình chướng bên ngoài khoang thuyền đi đến lại lần nữa đi qua bình chướng thủy miễu miễu nhắm mắt lại vì đau đớn chuẩn bị sẵn sàng mà chúc dực ở một bên cười nói yên tâm ngươi đã thu hoạch được thần ma giới tán thành là có thể tự do ra vào quả nhiên này lần không có cái gì dị dạng ngược lại là khoang thuyền bên trong tràn cảnh vô cùng thê thảm những đứa trẻ một đám đau khóc cha gọi mụ tại mặt đất bên trên lăn lộn có còn đập đầu vô tường. Như thế nào? Thủy miễu miễu đem đầu thiên qua một bên, không đành lòng nhìn thẳng. Một bên mã sơn xem đến thủy miễu miễu vui mừng đi tới, vỗ thủy miễu miễu vai, không hổ là tiên duyên hưng thịnh, lần đầu qua đuổi phàm chướng thế nhưng cùng một người không có chuyện gì đồng dạng tiền đồ vô lượng. Không đợi mã sơn cảm khái xong, một cái tiểu hài đột nhiên phun ra một nguồn máu, toàn thân giống như không xương đến đi xuống. Mã Sơn thu hồi tươi cười thở dài, có người lại đây đem tiểu hài ôm đến đuôi thuyền, có này cái tiểu hài làm dẫn, lại có ba bốn tiểu hài nhân phun máu đã hôn mê bị ôm đi. Bọn họ sẽ như thế nào? Thủy miễu miễu nhỏ giọng hỏi chút giật, mặc dù trong lòng đã có đáp án. Đưa trở về, bọn họ không cách nào thông qua đuổi phàm chướng. Chút giật dừng lại một chút, tự hồ cảm thấy chính mình như vậy nói quá vô tình, hàng hoảng giọng nói. Ngươi yên tâm chúng ta sẽ an toàn đem bọn họ đưa đến các tự cha mẹ tay bên trong, đồng thời sẽ lưu lại đầy đủ bọn họ vung hoắc cả đời tiền tài. Ngươi này là biến tướng nói, bọn họ phế đi sao? Thủy miễu miễu lôi kéo chút giật ống tay áo, rời đi khoan thuyền về đến bông tàu, chung quanh mới lạ phong cảnh đã câu không khởi thủy miễu miễu hứng thú. Chút giật bồi thủy miễu miễu tại bông tàu bên trên ngồi xuống, thổi gió. Không biết qua bao lâu, Khoan thuyền bên trong những cái đó dốc cạn cả đấy tiếng la khóc đã không có cảm giác tiên thuyền tại từ từ hạ xuống chút dực chẳng biết lúc nào bưng tới hảo chút đồ ăn thả đến thủy miễu miễu trước mặt tới ăn nhiều một chút ta không đói bụng đột nhiên không kịp đề phòng thủy miễu miễu bị chút dực lấp nhất miệng thịt nâng quai hàm thủy miễu miễu căm giận bất bình nhai lấy miệng bên trong thịt chút dực ngày hôm nay thật kỳ quái. Ngày xưa chính mình chỉ cần lắc đầu sự tình hắn rõ ràng đều sẽ dung túng. Thủy miểu miểu ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh kia thẳng nhập trời cao núi cao, đột nhiên đột nhiên thông suốt. Tiên thuyền giờ phút này chính thiếp này tòa núi bên dưới hàng, nhưng tiểu thuyết bên trong tiên môn không đều xây ở núi bên trên sao. Càng cao càng thần bí càng lợi hại. Thủy miểu miểu tự hồ ngộ đến cái gì, nuốt vào thịt, đứng lên nói. Có thể đóng gói sao? Chúc dựt chọn đồ ăn tay nhất đốn sau đó vẫn luôn nhíu lại lông mày chậm rãi thư giãn ra. Để đổ xuống, chút dực đoan khởi một bên nước uống một hớp nói. Ta cái gì đều chưa nói. Thủy miễu miễu hiểu rõ gật gật đầu, chạy hướng khoan thuyền muốn tới mấy cái túi nước, tại bao hết chút ăn vặt bên trong thịt khô, sau đó về đến gian phòng, tại giường bên trên tỉnh tọa nghỉ ngơi lấy lại sức. Làm tiên thuyền lạc, thủy miễu miễu cùng một đám người viên bị đánh xuống thuyền, cùng thuyền người trừ thủy miễu miễu cái cái đều sắc mặt trắng bệch. Thật là một điểm nghỉ ngơi thời gian cũng không cho, thủy miễu miễu ánh mắt theo cùng thuyền người trên người dời, phát hiện nơi đây đã bỏ neo mười mấy chiếc tiên thuyền, không ngừng có người theo tiên thuyền bên trên xuống tới. Đương nhiên cũng có như thủy miễu miễu đồng dạng không bị đuổi phàm chướng bao lớn ảnh hưởng người, bất quá không nhiều. Đợi thêm mấy chiếc tiên thuyền hạ xuống sau, một cái thanh âm tại bầu trời vang lên, nương theo thanh âm bỏ neo tại nơi đây tiên thuyền nhau nhau rời đi độc lưu một đám mờ mịt người. Khi cái thanh âm nói nội dung cùng thủy miễu miễu đoán không có gì sai biệt, bọn họ phải dựa vào hai chân bò lên trên này tòa núi, tại ba ngày trong vòng. Bất quá này cái trừng phạt thủy miễu miễu ngược lại là không nghĩ tới, ba ngày trong vòng không có leo lên núi, sẽ không được phân phối tông môn mà là lưu tại tiên minh làm tạp dịch. Làm tạp dịch, khi chính mình gã chồng hy vọng không là càng xa vời sao. Thủy Miểu Miểu ngửa đầu tử mệnh ôm lấy xem lại xem không đến đỉnh núi. Liền tại Thủy Miểu Miểu làm chuẩn bị hoạt động thời điểm, đã có người xuất phát, bất quá cũng có tiểu hài còn tại lẫn nhau đùa giỡn không có xuất phát tính toán. Thủy Miểu Miểu làm hảo tâm lý chuẩn bị, không tính sớm cũng không tính là muộn khởi hành. Cũng không biết bò bao lâu, dù sao Thủy Miểu Miểu đã dùng hết một cái túi nước, dựa vào thụ Thủy Miểu Miểu xoa chính mình hai chân, leo núi liền là kiên kỵ nghỉ ngơi, bất quá bây giờ sắc trời đã tối, đã nhìn không thấy đường, vì để tránh cho đấu vật, còn là tạm nghỉ một chút, chờ trời sáng sau tại đi nhất vì nghi. Tìm nhanh không, thủy miễu miễu nhặt chút khô ráo nhánh cây, tính toán thử xem đánh lửa, đừng nói khoan gỗ là thật có thể lấy hỏa, liền là quá mệt mỏi. Cẩn thận đem kia yếu ớt hỏa miêu chuyển qua đôi khởi nhánh cây bên trên, xem đến chính mình sở tại bị chiếu sáng, thủy miễu miễu thở vào một cái, Mới vừa nhu thượng chính mình đã bủng rủng cánh tay Cứu mạng, cứu mạng A Liền tại thủy miểu miểu mơ màng sắp ngủ thời điểm Một cái thanh âm toát ra, dọa thủy miểu miểu nhảy một cái Chương 7 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Phát sinh cái gì sự tình Thủy miểu miểu xoa con mắt chính muốn đứng lên Một bên bụi cỏ đột nhiên rung lên một cái màu hồng đoàn tử theo bụi cỏ bên trong nhảy lên ra lao thẳng về phía thủy miễu miễu. Không kịp phản ứng, thủy miễu miễu tiếp được kia cái phấn đoàn tử ngã về phía sau. Phấn đoàn tử tự hồ cảm nhận được an toàn, trực tiếp ôm vào thủy miễu miễu eo, thủy miễu miễu thử một chút đẩy không mở, cũng chỉ có thể mang phấn đoàn tử cùng nhau từ dưới đất ngồi dậy. Xoa chính mình bị thái đau cái ót, thủy miễu miễu cúi đầu đánh giá chính mình ngực bên trong phấn đoàn tử, là cái người một người mặc màu hồng quần áo người còn buộc đẹp mắt kiểu tóc bất quá bây giờ kiểu tóc đã có chút lộn xộn này cái người nâng lên đầu một đôi ngập nước mắt to thẳng lăng lăng nhìn thủy miễu miễu quá đáng yêu này là cái gì chủng loại người thủy miễu miễu che giấu nhiều năm thiếu nữ tâm bị câu ra tới tỷ tỷ cứu ta ngô nông mềm giọng cùng với nước mắt làm thủy miễu miễu lập tức sinh ra muốn làm anh hùng cảm giác đừng khóc phát sinh cái gì Thủy miễu miễu lau đi phấn đoàn tử khóe mắt nước mắt nói. Có quái vật truy ta. Quái vật. Không thể nào. Khi cái thanh âm không là nói rất rõ ràng sao, bọn họ bày kết giới chỉ cần không chệch hướng con đường là sẽ không có giả thú qua lại. Phấn đoàn tử chôn tại thủy miễu miễu ngực trung bần bật, làm thủy miễu miễu cũng cùng khẩn trương lên, nuốt ngụm nước miếng, thủy miễu miễu cảnh giác nhìn bụi cỏ, một tay nắm ở phấn đoàn tử, một tay chống đất, chuẩn bị cẩn thận chạy trốn. Bụi cỏ lại rung lên, phấn đoàn tử liếc một cái lập tức qua qua kêu to lên. Thủy miễu miễu thấy thế lập tức đứng dậy ôm phấn đoàn tử liền muốn chạy, nhưng muộn, theo bụi cỏ bên trong nhảy ra hai chỉ màu trắng mắt đỏ con thỏ. Con thỏ. Thủy miễu miễu kinh ngạc, lạch cạch, một tiếng đem phấn đoàn tử ném trên mặt đất, hướng kia hai chỉ con thỏ đi qua. Ngươi liền là bị này hai chỉ truy. Thủy miểu miểu một tay sách một chỉ con thỏ nhìn về phấn đoàn tử. Ta, ta không biết, ta không xem thấy, ta chỉ biết là có đồ vật tại truy ta. Phấn đoàn tử tại mặt đất bên trên co lại thành một đoàn, điềm đạm đáng yêu, làm thủy miểu miểu một bụng bị dọa ra tới hỏa không nơi phát. Buông tay ra, con thỏ uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sau đó nhảy đến phấn đoàn tử bên chân dựa vào phấn đoàn tử bất động hóa ra là con thỏ A, phấn đoàn tử phản xạ cung hồ tự hồ có vấn đề, nửa ngày sau, mới phản ứng lại đây lau đi nước mắt sờ con thỏ. Ta gọi hoa giật tiên, tỷ tỷ đâu? Hoa giật tiên, ngươi này tên thật là dễ nghe ta gọi thủy miễu miễu. Thủy miễu miễu mặc dù rất tức giận, nhưng ai gọi hoa giật tiên dài đẹp mắt đâu. Chỉ chốc lát sau liền nguôi giận, sát bên hoa giật tiên ngồi xuống, treo đùa kia hai chỉ con thỏ, câu có câu không trò chuyện cô lỗ cô lỗ tại yên tĩnh đêm bên trong này cái thanh âm đặc biệt rõ ràng mặt bên trên nhiễm thượng đỏ ửng hoa giật tiên che lại chính mình bụng ngượng ngùng nói tỷ tỷ ta đói thủy miểu miểu cầm lên một chỉ con thỏ đói vừa vặn cái này không phải có có sẵn sao hoa giật tiên mở to hai mắt nhìn chỉ vào thủy miểu miểu tay bên trong con thỏ nói ngươi muốn ăn thỏ thỏ tại sao có thể ăn thỏ thỏ quá tàn nhẫn hít sâu Thủy miễu miễu đem con thỏ nhu hòa thả tới mặt đất bên trên, đã ngươi không muốn ăn thỏ thỏ, vậy cũng chỉ có thể bị đói. Hoa giật tiên trầm mặt không nói, chỉ là nháy nàng kia đôi ánh mắt như nước trong veo, quệt mồm, nhìn thủy miễu miễu. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nữ hài tử, thủy miễu miễu thỏa hiệp, từ ngực bên trong lấy ra thịt khô. Ăn đồ vật đều như vậy đáng yêu, thủy miễu miễu phát hiện hoa giật tiên không đơn giản là dài manh, lượng cơm ăn còn đại, không để ý giấy dầu bao liền không, thủy miễu miễu khóc không ra nước mắt, mà kia bên hoa giật tiên vừa vặn ngáp một cái, mềm mềm hô, tỷ tỷ nàng kêu chính mình làm cái gì, ngươi mệt mỏi liền ngủ a à, thủy miễu miễu sững sờ một chút, thăm dò tính đem cuộn lại chân đưa ra ngoài. Hoa giật tiên đối với thủy miễu miễu ngọt ngào cười một tiếng phi thường thuần thục gối đến thủy miễu miễu đùi bên trên. Ta đi. Đây rốt cuộc là nhà ai nuông chiều từ bé ra tới. Thủy Miểu Miểu phát điên muốn đem Hoa Dật Tiên nhất xuống đi, còn không có động thủ. Hoa Dật Tiên được một tất lại muốn tiến một thước kéo qua Thủy Miểu Miểu tay trái, thả đến chính mình lưng bên trên, tỷ tỷ ngươi biết ca hát sao? Muốn nghe ca a, Thủy Miểu Miểu tay trái vỗ nhẹ Hoa Dật Tiên lưng, tay phải rơi xuống Hoa Dật Tiên mặt bên trên, thăm dò tính chọc lấy một chút, thật nộn. Sau đó Thủy Miểu Miểu cười, cười dị thường ngọt, lão nương không biết hát ngươi muốn không hiện tại lập tức ngậm miệng ngủ. Muốn không cút ngay cho lão nương. Ô ta ân ô đau ta ô. Thủy miễu miễu tay phải dùng sức bóp hoa giật tiên gương mặt, kia tư thế đại có một loại không bóp xuất thủy không bỏ qua cảm giác. Che lại chính mình bị bóp hồng mặt, hoa giật tiên vô cùng đáng thương nhìn thủy miễu miễu liếc mắt một cái, vĩ khuất hai mắt nhắm nghiền. Nàng còn vĩ khuất, xem hoa giật tiên kia cuối cùng một ánh mắt, thủy miễu miễu khí trực ma nha, ta không đem ngươi theo đùi bên trên nhất xuống đi, đã thực đủ ý tứ. Chỉ chốc lát sau hoa giật tiên hô hấp đã đều đều, thủy miễu miễu nhìn chầm chầm hoa giật tiên ngủ mặt hiện ra hoa si, ta nếu dài này dạng, có phải hay không đã sớm gã đi. Kỳ thật thủy miễu miễu tướng mạo không tính sai, mặc dù không thể tính thiên tư quốc sắc, tốt xấu xưng thượng thanh tú, huống chi mới 15 tuổi, cũng còn không nảy nở, ai biết đằng sau có thể hay không 18 biến đâu lại chọc lấy mấy lần hoa giật tiên mặt, Thủy Miểu Miểu dựa vào thụ cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm Thủy Miểu Miểu là bị hoa giật tiên rít cào thanh bừng tỉnh. A a a, ta tay áo bên trong có đồ vật, có đồ vật, a a a. Thủy Miểu Miểu bạch mắt hoa giật tiên, như vậy đại một cái bãi tay áo, không vào đồ vật mới là lạ đâu. Tại nói có đồ vật ngươi đuổi ra liền hảo, ngươi tại này lung tung rung tiểu động vật sớm choáng bên trong. Thủy miễu miễu nghĩ muốn đứng lên ngăn lại hoa giật tiên này loại vô dụng gọi bậy, mới phát hiện chính mình chân tê, vừa mới mới không có cảm giác được, là bởi vì đã không có tri giác, hiện tại khẽ động là toàn tâm tê dại. Tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta. Hoa giật tiên ma âm xuyên não thực sự quá mức lợi hại. Thủy miễu miễu thực sự nhịn không được, đỡ thụ chậm rãi đứng dậy, khập khẽ đi đến hoa giật tiên bên người, đè lại hoa giật tiên không cho nàng nhảy tưng đánh kéo qua hoa giật tiên ống tay áo, thủy miểu miểu đánh mở đến lại đây, nhẹ rung mấy lần, một cái nho nhỏ màu đen đoàn tử rơi ra. Tiểu viên màu đen rơi xuống mặt đất, mấy giây sau giãn ra. Tê tê. Thủy miểu miểu miệng mở rộng, nhìn kia cái bị hoa giật tiên rung choáng tê tê, tại chỗ chuyển vài vòng sau, đứng vững quay đầu liếc nhìn hoa giật tiên sau chậm rì rì hướng bụi cỏ đi đến. Khi cái gì? Thủy miễu miễu nghiêng đầu nhìn ông chính mình cánh tay run bần bật hoa giật tiên, chúng ta xin từ biệt đi. Tỷ tỷ không muốn giật tiên sao? Hoa giật tiên điềm đạm đáng yêu nói. Thủy miễu miễu rất muốn gật đầu, nhưng cổ liền là không con được. Tính, ta nhận, thủy miễu miễu đem hoa giật tiên theo cánh tay bên trên xoát xuống tới, nghe ta là không sẽ ôm ngươi đi, ngươi nếu đi không được rồi ta liền ném hạ ngươi, ngươi nếu quấn lấy ta, hại ta không thể đúng hạn đến đỉnh núi, Ngươi liền sẽ biết tối hôm qua ta có nhiều ôn nhu. Thủy Miểu Miểu sờ soạn một chút hoa giật tiên còn có dấu đỏ mặt, một chân đem đã tắt đống lửa dẫm nát. Xử lý tốt đống lửa, Thủy Miểu Miểu nhìn về một bên hoa giật tiên. Hoa giật tiên che lại bị Thủy Miểu Miểu sờ qua gương mặt, cúi đầu phát ra ngốc, không biết tại suy nghĩ cái gì. Đi. Thủy Miểu Miểu hướng hoa giật tiên nói. A, à, tới tới. Hoa giật tiên đuổi kịp thủy miểu miểu đột nhiên nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đúng hạn đến. Chương 8 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cho tới trưa lên đường, thủy miễu miễu phát hiện hoa giật tiên thể lực nhưng tốt hơn tự mình nhiều, chỉ là yêu thích nhất kinh nhất xạ. Còn đặc biệt yêu chiêu phong dẫn điệp cũng không biết cái gì nguyên nhân, liền này cho tới trưa hoa giật tiên đã bị ba chỉ con thỏ, năm con sóc, hai chỉ chuột chuỗi còn có một ít không biết tên chim chóc tập kích. Nói là tập kích cũng không tính được tập kích. Những cái đó động vật tự hồ cũng thực yêu thích hoa giật tiên, nghĩ đợi tại hoa giật tiên bên cạnh. Chỉ bất quá này đó động vật xuất hiện quá đột ngột, hoa giật tiên lấy rít gào kháng nghị, biểu thị chính mình không thể tiếp nhận bọn chúng xuất quỷ nhập thần. Đồ bên trong hoa giật tiên còn bị một điều tiểu thanh xà cuốn lên, tiểu thanh xà mặc dù không có cắn hoa giật tiên tính toán, nhưng hoa giật tiên còn là nhọn réo lên không ngừng. Trốn tại thụ đằng sau, thủy miễu miễu bất đắc dĩ biểu thị chính mình đối này loại động vật máu lạnh tiếp nhận vô năng, lực bất tòng tâm, chỉ có thể vì ngươi cầu nguyện. Hoa giật tiên hô nửa ngày không thấy thủy miễu miễu, thật là kỳ quái. Bình thường tình huống hạ nàng không là sớm lao ra kêu chính mình ngậm miệng sao. Hoa giật tiên đảo mắt một tuần, tìm được trốn tại thụ đằng sau thủy miễu miễu. Ngươi đừng tới đây xem hoa giật tiên hướng chính mình đi tới, hiện tại đến phiên thủy miễu miễu rít gào. Hoa giật tiên nhìn thủy miễu miễu đã dọa biến sắc môi, dừng bước, bẻ một cái nhánh cây thiêu khởi tiểu thanh xà đêm này phóng sinh đến nơi xa. Sau đó trở về đối thủy miễu miễu nói. Hảo không có việc gì miễu miễu, ta đã xử lý tốt. Chính mình như thế nào theo tỷ tỷ biến thành miễu miễu nha. Không đợi thủy miễu miễu suy nghĩ nhiều, nhìn đi tới hoa giật tiên thủy miểu miểu cao giọng nói chờ chờ một chút, khi cái gì ngươi nhảy một chút trước, thật không có. Hoa Dật Tiên buồn cười nói, vẫn là nghe lời nhảy mấy lần cũng cầm ống tay áo vỗ vỗ chính mình. Thủy Miểu Miểu mới từ thụ đằng sau đi ra, vội ho một tiếng, che giấu vừa rồi chính mình thất thố. Hảo, đi thôi. Hoa Dật Tiên vươn tay. Thủy Miểu Miểu chân còn có chút mềm liền không có chối từ, cầm Hoa Dật Tiên tay tiếp tục hướng đỉnh núi đăng đi. Lại qua một cái đêm tối. Thủy Miểu Miểu thân sự bốn phía đã có thể đụng tới mây, vẫn như trước xem không đến đỉnh núi, giờ phút này Thủy Miểu Miểu thật may mắn chính mình mang lên hoa giật tiên. Không phải một cái người phải thừa nhận bao lớn tâm lý áp lực a, à, này dạng không biết cuối cùng, ý chí lực yếu kém điểm nói không chừng liền sụp đổ. Không biết có phải hay không muốn tới đỉnh núi, tại này tiên vụ lượng lờ bên trong có quan, không tại tựa như hai ngày trước đưa tay không thấy được năm ngón, không cách nào tiến lên. Thủy Miểu Miểu thương lượng với Hoa Dật Tiên một hạ quyết định không nghỉ ngơi, rốt cuộc này là cái cuối cùng có thể xác định thời gian ban đêm. Không biết đi được bao lâu, Thủy Miểu Miểu cảm giác chính mình chân đã thành bông. Đột nhiên Thủy Miểu Miểu phe phẩy Hoa Dật Tiên cánh tay kích động nói: "Ngươi xem." Cách đó không xa đường biến thành ngọc làm bậc thang, kéo dài tới chân trời. Thủy Miểu Miểu tê liệt ngã xuống tại, Hoa Dật Tiên không ngăn trở kịp nữa. Chỉ có thể nhìn thủy miểu miểu không có chút nào hình tượng nằm tại mặt đất bên trên này là không phải nói rõ chúng ta muốn tới, nếu như thế chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Hoa giật tiên nhìn mặt đất bên trên thủy miểu miểu, lần này ta nghĩ không gật đầu cũng không thể nào, người này một đám, một lát là không đứng dậy nổi. Hoa giật tiên đánh giá thêm vài lần kia bật thềm ngọc, cũng hẳn là có thể nghỉ ngơi một hồi, hoa giật tiên sát bên thủy miểu miểu ngồi xuống. Ngươi còn có nước sao? Thủy miễu miễu lắc đầu. Ngươi kia bên hông bên trên không còn treo một cái túi nước sao? Khi là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thủy miễu miễu biết chính mình không thể này dạng vẫn luôn nằm, liền đỡ hoa giật tiên đầu gối ngồi dậy. Hoa giật tiên cũng rất phối hợp vương tay, ngăn tại thủy miểu miễu phía sau, để phòng thủy miễu miễu lại đổ xuống. Kết quả là thủy miễu miễu liền hiện ra một loại uống tại hoa giật tiên ngực bên trong tư thái. Bất quá thủy miễu miễu không có chú ý đến, ngược lại bị hoa giật tiên trên người mùi thơm hấp dẫn chú ý lực, ngươi đều không có ra mồ hôi sao, ngươi trên người rất thơm rốt cuộc là làm sao làm được, ta đều thối. Thủy miểu miểu kéo qua chính mình đầu tóc ngửi một cái, làm cái nôn mửa biểu tình. Ta theo tiểu đều là dùng hoa lộ hoa nước cánh hoa này đó đồ vật tắm rửa, cho nên mồ hôi cũng là hương đi. Lợi hại Thủy miểu miểu tại trong lòng mặt niệm, an đại vân bọn họ thực hành là thả rông chính sách, chính mình nếu cũng này dạng dưỡng, dưỡng kiều diễm ước ác, có phải hay không rất dễ dàng liền có thể gả đi. Hoa giật tiên không rõ ràng thủy miễu miễu tại suy nghĩ cái gì, chỉ là gặp thủy miễu miễu nhắm mắt lại, hoạt động chân. Ta khác thủy miễu miễu mở to mắt nhìn hoa giật tiên, tác kiều cũng không hề dùng, là thật không có nước. Nhưng ngươi bên hông. Ngươi chính mình cầm xem. Thủy miễu miễu thực sự không muốn động, cũng lười cùng hoa giật tiên lãng phí miệng lưỡi, ngươi cầm A, à, thất thần làm cái gì? Hoa giật tiên nhìn chầm chầm thủy miễu miễu eo xem nửa ngày, chậm chạp bất động. Thủy miễu miễu lôi kéo hoa giật tiên tay, đè vào chính mình eo bên trên, chính mình cởi. An đại vân bọn họ là thả rông, nhưng cũng sẽ không bạc đại chính mình nhi nữ. 15 tuổi thủy miễu miễu so cùng tuổi nữ tính dáng người cao gầy rất nhiều, mà thủy miễu miễu lại là thực chú ý dáng người này một khối, cho nên nàng vải thô áo gai hạ cất giấu có thế danh doanh một nắm eo xem là không cảm thấy thượng thủ liền không đồng dạng hoa dật tiên mặt đằng một chút liền hồng ngươi rất nóng sao không không có hoa dật tiên luống cuốn tay chân giật xuống thủy miểu miểu bên hông túi nước lung lay có động tĩnh, đánh mở ngửa đầu liền muốn uống bị thủy miểu miểu đưa tay ngừng lại ta ngày ngươi tại sợ cái cái gì ngửi rõ ràng bất động thanh sắc vứt bỏ thủy miễu miễu khoát lên trên mu bàn tay mình tay, hoa giật tiên đem túi nước tiến đến chóp mũi, này là rượu, ngươi mang rượu tới làm cái gì? Ta đều nói lấy phòng ngừa vạn nhất, bị thương còn có thế tiêu cái độc mà thôi, hoặc là buổi tối ngọn núi bên trong lạnh, uống khẩu ấm thân thể, ta kia biết nửa đường ta sẽ nhặt được một cái hình người ấm tay bảo đâu. Hình người ấm tay bảo hoa giật tiên nghe thủy miễu miễu lời nói, mặt càng đỏ. Hoa giật tiên nâng túi nước sững sờ, Thủy Miểu Miểu cho là nàng thật thực khác, liền đề nghị. Ngươi nếu khác khó chịu, uống một chút hẳn không có quan hệ đi, số độ cũng không tính cao. Không cần. Hoa giật tiên lắc đầu đem túi nước cái thượng, thả trở về Thủy Miểu Miểu ngực bên trong. Ngươi liền không thể kia cầm thả trở về vậy đi sao? Thủy Miểu Miểu ngồi thẳng, đem túi nước một lần nữa hệ đến eo bên trên, chống đất hoảng du du đứng lên. Cẩn thận một chút, Hoa giật tiên theo Thủy Miểu Miểu đứng lên, hư đỡ đối phương, muốn không tại nghỉ ngơi một chút. Thủy Miểu Miểu lắc đầu, chính mình thân thể chính mình rõ ràng, tại nghỉ ngơi đi xuống, sợ liền thật đứng không lên tới. Thở sâu, Thủy Miểu Miểu nói. Đi thôi. Vừa mới đi mấy bước, hoa giật tiên lại kêu lên hoa a à a. À. Lại thế nào? Khi bên có âm thanh. Hoa giật tiên trốn đến Thủy Miểu Miểu phía sau chỉ vào không xa nơi ủy khuất nói đột nhiên vừa vang làm ta giật cả mình có lẽ lại là cái gì động vật ngươi đến thói quen thủy miểu miểu tĩnh tâm nghe một chút thật sự có chút thanh âm rất nhỏ truyền đến cũng không biết hoa giật tiên thính lực như thế nào như vậy hảo a à, kia đi thôi hoa giật tiên vãn thượng thủy miểu miểu cánh tay thủy miểu miểu lại bất động Xuyệt thủy miểu miểu ngoẹo đầu nghe một hồi mới nói ngươi tử tế nghe tựa như là người thanh âm khàng khàng lại suy yếu thanh âm tại sơn cốc bên trong theo gió truyền đến có có người sao lắc đầu hoa giật tiên biểu thị không có nghe được ngược lại một yên tĩnh nơi xa thanh âm càng tựa như quỷ mị càng phát khủng bố chụp hai lần hoa giật tiên cánh tay lấy đó trấn an thủy miễu miễu kéo ra hoa giật tiên tay chậm rãi hướng thanh nguyên ra chuyển đi ai hoa giật tiên muốn kéo trụ thủy miễu miễu không cho thủy miễu miễu đi nhưng chậm một bước Thủy Miễu Miễu đã gỡ ra cây cối, hướng bên trong thò đầu ra, mau tới. Thủy Miễu Miễu hướng Hoa Dật Tiên quát tay, này hố bên trong có người. Có người ngươi hưng phấn cái gì? Hoa Dật Tiên bắt đầu hối hận nghe được này thanh âm, nếu không mình cùng Thủy Miễu Miễu sớm leo lên ngọc đài giai. Hoa Dật Tiên đương nhiên không biết Thủy Miễu Miễu hưng phấn điểm, hố bên trong nằm một vị áo lam công tử, trên người có rõ ràng trầy da. Cỡ nào hảo anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, hảo a nếu có thể đem hố bên trong ngoài hố người đổi một chút sẽ tốt hơn chút. Ngươi nói ta cứu hắn, hắn có thể hay không nguyện ý cưới ta. Ngươi nói cái gì? Đi vào thủy miễu miễu bên cạnh hoa giật tiên cho là chính mình nghe nhầm, móc lỗ tai. Không cái gì. Thủy miễu miễu khoát khoát tay. Hố bên trong áo lam công tử nghe đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm, suy yếu mở to mắt, kia đôi mắt thâm thúy như đêm khuya u lam đại biển cùng Thủy Miểu Miểu bốn mắt nhìn nhau, vô ý thức Thủy Miểu Miểu liền chột dạ dời ánh mắt, hy vọng hắn không nghe thấy chính mình câu nói mới vừa rồi kia. Khi cái gì, công tử ngươi tổn thương đến đâu nhi? Thủy Miểu Miểu cao thanh dò hỏi. Chân. Nửa ngày sau áo lam công tử gian nan phun ra một cái chữ. Chân nha. Này cũng có chút khó khăn, Thủy Miểu Miểu cúi đầu đánh giá này cái hố, ước chừng có cái sáu bảy xích thấy thủy miễu miễu là hạ quyết tâm muốn cứu hố bên trong người hoa giật tiên nói ta đi xuống đem hắn lưng ra đi a à, thủy miễu miễu suy nghĩ một hồi nhi cự tuyệt hoa giật tiên đề nghị một hồi nhi tại đem ngươi góp đi vào hoa giật tiên thực yêu thích thủy miễu miễu này cái trả lời hào không keo kiệt đối với thủy miễu miễu cười nhưng một giây sau tươi cười liền đông lại còn là ta đi xuống đem hắn lưng ra đi ngươi đi xuống cùng ta đi xuống có cái gì khác nhau sao? Hoa giật tiên đầu đầy hắc tuyến. Ngươi, các ngươi có sợi dây sao? Hố bên trong áo lam công tử nghe không vô cho ta một cái lực, ta hẳn là có thể tự mình thường tới. Áo lam công tử hẳn là thiếu nước đã lâu, tâm cuốn họng miễn cưỡng nói dứt lời, liền kịch liệt ho khan. Đai lưng có thể sao? Thủy miễu miễu suy nghĩ một hồi nhi hỏi nói. Nói là hỏi, bất quá biểu tượng một chút, Thủy Miểu Miểu đã cúi đầu xuống bắt đầu cởi áo mang theo. Hồ nháo. Nữ tử thanh danh có thể nào như thế? Áo Lam công tử há to miệng, trông thấy Thủy Miểu Miểu động tác, lập tức nhắm mắt lại, nuốt trở về bên miệng lời nói, "Này cô nương chấp hành năng lực thật là quá nhanh." Giờ phút này chính mình nếu nói là cự tuyệt ngược lại tỏ ra có chút ra vẻ đạo mạo, Áo Lam công tử chỉ lựa chọn tốt nhắm mắt. Không chỉ Áo Lam công tử có này cái ý nghĩ, hoa dật tiên cũng đồng dạng thủy miểu miểu ngươi động thủ cũng quá lưu loát điểm nếu vô lực ngăn cản hoa dật tiên chỉ có thể bảo trì nhìn không chớp mắt ngươi phát cái gì ngốc mau tới đây hỗ trợ thủy miểu miểu lấy cùi chỏ đụng hoa dật tiên hai ba cái cuối cùng gọi đáp ứng hoa dật tiên ra một thân mồ hôi hai người cuối cùng đem áo lam công tử theo hố bên trong làm ra tới chương 9 vô đề bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mệt chết. Thủy Miểu Miểu cầm áo ngoài làm cây quạt, quạt gió. Nâng lên đầu áo Lam công tử đập vào mắt vừa vặn là Thủy Miểu Miểu màu trắng áo trong, nhất hướng linh hoạt đại não nháy mắt bên trong ngừng lại chuyển động. Đỡ áo Lam công tử hoa giật tiên thuận hắn ánh mắt cũng hướng Thủy Miểu Miểu nhìn lại. Thủy Miểu Miểu không hề hay biết còn tại quạt gió, rốt cuộc làm vì một cái thế kỷ 21 người. Thủy Miểu Miểu bikini đều mặc qua, cho nên cũng không cảm thấy hiện tại có gì không ổn. Thầm mắng một tiếng, Hoa Dật Tiên rút ra áo lam công tử tay bên trong nắm đai lưng, vọt tới Thủy Miểu Miểu trước mặt, một bả khép lại nàng quần áo nhanh chóng buộc lên. Ta, Thủy Miểu Miểu còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác eo bên trên siết chặt, điểm nhẹ, ta không có như vậy gầy. "Ôm, xin lỗi." Hoa Dật Tiên đem đai lưng đưa cho Thủy Miểu Miểu xoay người đi tìm kia cái bị chính mình vô tình ném trên mặt đất áo lam công tử nước là không có rượu hắn có thế nhuận một chút sao chỉnh lý tốt thủy miễu miễu đề túi nước đi lên trước hỏi nói hắn không lựa chọn hoa dật tiên hung tận nói theo cái gì tay bên trong đoạt lấy túi nước ném cho áo lam công tử đem thật vất vả từ dưới đất ngồi dậy áo lam công tử lại đánh về mặt đất bên trên ngươi nhẹ nhàng một chút Thủy miễu miễu gỡ ra hoa giật tiên, đi vào áo lam công tử bên cạnh, đem áo lam công tử đỡ dậy. Dùng túi nước bên trong rượu, nhuận nhuận áo lam công tử khô nước môi. Cảm nhận được môi bên trên ướt ác, áo lam công tử vô ý thức lè lưỡi liếm một chút, sau đó liền đối thượng thủy miễu miễu vẻ kinh ngạc. Nhìn thủy miễu miễu đặt tại chính mình bên môi ngón tay, áo lam công tử hơn 10 năm bồi dưỡng được tới hàm dưỡng, tại này một khắc bị quên hết đi cũng không biết hắn kia đến kính nháy mắt bên trong nâng lên tay đánh mở thủy miễu miễu tay ngươi làm cái gì hoa dật tiên ở một bên reo lên bị thủy miễu miễu ngăn lại thủy miễu miễu đem mu bàn tay đạo thân sau tại quần áo bên trên xoa xoa gặp qua thủy miễu miễu vừa mới mới vẻ kinh ngạc liền có thể xác định này là cái ngoài ý muốn rốt cuộc thủy miễu miễu này loại không hiểu phong tình sẽ chỉ vài câu thổ vị tình thoại đầu óc là nghĩ không ra này loại chiêu thức vì để tránh cho xấu hổ, thủy miễu miễu chuyển dời chú ý lực. Áo lam công tử đùi bên trên có một điều dài ước 10cm da thịt bên ngoài lật miệng vết thương, thủy miễu miễu nhìn một chút liền giác đau, cũng không biết áo lam công tử là như thế nào chịu đựng xuống tới, ta lấy rượu cấp ngươi cọ rửa một chút, tại nghĩ cái biện pháp băng bó một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Theo áo lam công tử tay bên trong tiếp nhận túi nước, thủy miễu miễu nhìn kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, cắn răng một cái nhẫn tâm toàn đảo đi lên. Kêu lên một tiếng đau đớn, áo lam công tử tay tóm chặt lấy mặt đất bên trên thảo, trừ cái đó ra không có khác phản ứng. Thủy miễu miễu dùng khăn tay miễn cưỡng đem miệng vết thương che lấp lên tới. Tại hạ lam quý hiên, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, lần này ân huệ, không thể báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp. Thủy miễu miễu hai tay chống, thân thể nghiêng về phía trước tiến đến lam quý hiên trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nhân gia nghe ngóng lam quý hiên nhăn lại lông mày ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ là ngươi ta thủy miểu miểu giọng nói hệ thống đột nhiên chập mạch không biết nên giải thích như thế nào liền quát ngươi cưới ta a à. sơn cốc bên trong quanh quẩn thủy miểu miểu kia câu ngươi cưới ta a à. hoa dật tiên tại thủy miểu miểu phía sau một lão đảo đỡ thụ đứng vững hoa dật tiên đánh giá lam quý hiên dài cũng liền kia hồi sự Ngươi ngươi ngươi, Lam Quý Hiên khí môi thẳng phát trung tay chỉ thủy miểu miểu nửa ngày sau nhảy ra một cái từ, làm càng. Hôn nhân đại sự, lý ứng cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, làm sao có thể qua loa như vậy tư định chung thân, ứng trước, được rồi được rồi, làm cái gì tới. Mắt thấy Lam Quý Hiên còn tại kia thao thao bất tuyệt huấn, huấn thủy miểu miểu cúi đầu. Hoa Dật Tiên đứng ra nói. Miểu miểu nói đùa đâu. Ai thật muốn gả cho ngươi? Thủy miểu miểu nghe chính nghiêm túc, cổ đại nghĩ kết cái hôn như vậy phiền phức sao. Dài kiến thức, bất quá chính mình cùng một thương lập thành hôn ước thời điểm như thế nào không có như vậy nhiều trình tự làm việc. Hoa giật tiên mở miệng đánh gãy mang tâm sự riêng hai người. Lam Quý Hiên nhắm mắt lại, nuốt cãi lại một bên kia câu như thế ta nhưng trước viết một lá thư gửi về đến nhà, lời nói, dù sao chính mình xem thấy nhân gia cô nương áo trong, người cô nương muốn chính mình phụ trách thực hợp lý. Không nghĩ đến là nói đùa, chẳng trách nương thân luôn nói ta không hiểu phong tình. Thủy Miểu Miểu nâng lên đầu nhìn về Hoa Dật Tiên, ta là nghiêm túc ba cái còn cũng không nói ra miệng. Hoa Dật Tiên đưa tay nắm Thủy Miểu Miểu gương mặt, cưỡng ép tiêu âm, đem Thủy Miểu Miểu theo mặt đất bên trên kéo, Lam Công Tử nhìn lên tới khôi phục cũng kém không nhiều, chúng ta xin từ biệt. Ai liền như vậy đi rồi sao? Thủy Miểu Miểu bị Hoa Dật Tiên kéo kéo một cái kéo một cái quay đầu nhìn Lam Quý Hiên, hắn làm sao bây giờ? Ngươi muốn làm sao làm? Hoa giật tiên đem Thủy Miểu Miểu đầu quay lại, nhìn chầm chầm Thủy Miểu Miểu nói. Hắn thương là chân, ngươi là tính toán tổng hắn đi sao? Ngươi có còn muốn hay không đúng hạn đến? Ta! Thủy Miểu Miểu cúi đầu xuống, liếc trộm Lam Quý Hiên liếc mắt một cái, hắn nếu nguyện cưới ta, ta đang không lên đỉnh cũng không đáng kể. A. À này tính cái gì vừa thấy đã yêu sao ta sau kia cái họ lam đẹp mắt nhiều như thế nào không thấy ngươi đối ta vừa thấy đã yêu hoa dật tiên quay đầu hung tợn trừng lam quý hiên liếc mắt một cái gãi gương mặt lam quý hiên chột dạ quay đầu nàng nói rốt cuộc là thật là giả lam quý hiên không rõ ràng xem bị hoa dật tiên kéo đi thủy miễu miễu lam quý hiên đỡ một bên thụ miễn cưỡng đứng lên nói các ngươi nếu muốn đi kia đều bật thềm ngọc đường bên trên chính là một khắc cũng không thể trì hoãn râu ngựa không dừng vó, mà ta biết một điều gần đường. Gần đường. Hoa giật tiên quay đầu quan sát một chút Lam Quý Hiên, ánh mắt lạc tại hắn kia không thể lạc địa trên đùi, tại gần đường, mang lên ngươi, cũng cũng không tính gần đường đi. Chính mình trước kia như thế nào không phát hiện hoa giật tiên miệng độc như vậy, bấm một cái hoa giật tiên bên hông thịt, thủy miễu miễu đứng ở hoa giật tiên trước mặt, Đối với Lam Quý Hiên xin lỗi cười hạ, công tử là làm sao biết có gần đường. Tiên thuyền bên trên treo. Thủy miễu miễu sững sờ một chút, nhớ lại tiên thuyền bên trên quải kia bức trừ tượng phái sơn thủy, im lặng. Hoa giật tiên rõ ràng cũng nghĩ tới kia phó chữ như gà bới là địa đồ. Ngươi cầm xuống tới. Đồ đâu? Nhìn hoa giật tiên vương ra tay, Lam quý hiên tay ném về phía thụ không cam lòng nói. Bị người đoạt đi cho nên ngươi rơi vào hố bên trong là bởi vì. Thủy miễu miễu còn chưa nói hết, Lam Quý Hiên gật gật đầu, đại gia đều lòng dạ biết rõ. Bị người đoạt đi. Hoa giật tiên hừ lạnh một tiếng, kia chính là không có đồ ngươi đùa chúng ta chơi đâu. Ta không cần đồ. Lam Quý Hiên không yêu thích Hoa giật tiên nói chuyện thái độ, ta đều nhớ kỹ. A, à, Hoa giật tiên cấp Lam Quý Hiên một cái liếc mắt. Lam Quý Hiên hít sâu một hơi, quyết định không nhìn hoa giật tiên, nhìn hướng thủy miễu miễu nói. Thủy tiểu thư xin tin tưởng ta, ta có thể đối với thiên đạo phát thề. Người này lời nói cũng chỉ có thể lừa gạt một chút bình thường người, ta chờ cũng không bắt đầu tu hành, thiên đạo không sẽ đối chúng ta khởi ước thúc tác dụng. Thủy miễu miễu ở một bên nghe không hiểu ra sao, cái gì thiên đạo, phát thề, ước thúc, đây đều là cái gì quỷ. Hoa giật tiên Lam Quý Hiên cả giận nói, xem ra hắn là thật bị hoa giật tiên khí, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Ngươi không nhìn ra được sao, thủy tiểu thư đi không được bao lâu nàng đã không có thể lực. Khi điều gần đường, ta làm quý hiên bò đều có thể đúng hạn leo đến không cần các ngươi. Ta, hoa giật tiên nhìn về thủy miễu miễu, ngươi thủy miễu miễu tránh đi hoa giật tiên ánh mắt, kỳ thật thủy miễu miễu cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ là có loại cảm giác, chính mình chỉ cần lại lần nữa co quắp hạ, liền thật đứng không lên tới. Nếu không là trong lòng có cái thành tạp dịch liền không tốt cả chồng tín niệm chống đỡ lấy chính mình, chính mình nửa đường thượng nói không chừng liền từ bỏ, không phải vừa rồi chính mình cũng không sẽ không đầu không đuôi hướng Lam Quý Hiên hô lên kia câu, ngươi cưới ta a. À. Thật cảm giác nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ta, ta có thể cổng ngươi. Hoa giật tiên lôi kéo thủy miễu miễu ống tay áo. Lắc đầu thủy miễu miễu hướng hoa giật tiên cười cười, chúng ta không giống nhau, này bên trong người đều có tu tiên tín niệm, mà chính mình không có, này một đường thượng chính mình bị nhiều ít người vượt qua, ít nhiều có hoa giật tiên ở bên hỗ trợ, chính mình mới có thể kiên trì đi đến này bên trong. Kỳ thật ngay từ đầu Thủy Miễu Miễu cho rằng, hoa giật tiên sẽ so chính mình trước từ bỏ, rốt cuộc nàng xem ra kiều kiều nhu nhu, nhưng không nghĩ ý chí lực như vậy ương ngạnh, thể năng cũng rất là lợi hại, Thủy Miễu Miễu sớm có ý nghĩ, nghĩ tìm một cơ hội cùng hoa giật tiên tách ra, miễn cho liên lụy hoa giật tiên. Hoa giật tiên kinh lam quý hiên nhất nói cũng phát hiện thủy miễu miễu thân thể tình huống, vuốt vuốt thủy miễu miễu đầu, hoa giật tiên lôi kéo thủy miễu miễu hướng lam quý hiên đi đến. Chương 10 Vô đề Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng Thủy Miễu Miễu cơ hồ là bị Hoa Dật Tiên cùng Lam Quý Hiên hai người kéo tới đỉnh núi thủy miểu miểu cùng hoa dật tiên hai người không để ý hình tượng nằm liệt mặt đất bên trên mà lam quý hiên ngồi ở một bên mặt đất bên trên nhìn phía trước tới đón đưa người lam quý hiên cưỡng bách chính mình theo mặt đất bên trên đứng lên chắp tay nói đa tạ tương trợ suốt đời khó quên ngày hôm nay chi ân ha ha cứ việc không có cái gì khí lực hoa dật tiên vẫn như cũng muốn cấp lam quý hiên tìm không thoải mái vẫy tay đánh gãy Lam Quý Hiên lời nói, chạy nhanh theo ta trước mắt biến mất coi như báo ân. Nếu không là giáo dưỡng đủ tốt, Lam Quý Hiên thật muốn hướng hoa giật tiên mặt bên trên tới một chân, giả bộ như không có nghe thấy hoa giật tiên lời nói Lam Quý Hiên mỉm cười đối hoa giật tiên gật gật đầu, nhìn về Thủy Miễu Miễu. Thủy Miễu Miễu miễn cưỡng mở mắt ra, đối với Lam Quý Hiên suy yếu cười một tiếng, phun ra hai cái chữ cưới ta. Lam Quý Hiên hất lên tay, cũng không quay đầu lại tại dẫn đường chi người nâng đỡ đi. "Hảo a, xem ra là không có hí." Thủy Miểu Miểu một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ tới cảm giác có người tại đào kéo chính mình, mới đủ kiểu không tình nguyện mở mắt ra. "Ta gọi cung cách, phụ trách Thủy Miểu Miểu tiểu thư tại Tiên Minh một lại ăn ở." "A." À. Thủy Miểu Miểu gật đầu, kỳ thật nàng cái gì cũng không nghe lọt tai, nàng đã mệt chính mình họ cái gì cũng không biết cung cách tự hồ cũng phát hiện điểm ấy, từ bỏ đem thủy miễu miễu theo mặt đất bên trên kéo, ngược lại cuối người, đem thủy miễu miễu ôm lấy. Ai từ từ? Hoa giật tiên bị chính mình người tiếp dẫn theo mặt đất bên trên đỡ dậy. Miễu miễu, ngươi vì cái gì vẫn nghĩ làm kia cái họ lam cưới ngươi a? À? a, à. Thủy miễu miễu đầu đã là bột nhão, bị cung cách ôm tại ngực bên trong, sau ngước cổ đối Hoa Dật Tiên ngây ngô cười, không có vì cái gì chỉ là nghĩ tìm người cưới ta ai cũng hành. Ta đây cưới ngươi à? Nháy nháy mắt, Thủy Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, đem đầu tựa tại cung cách vai bên cạnh thượng, nhắm mắt dưỡng thần nói. "Thân, nam sinh vì cưới nữ sinh vì gã, ngươi không thể nha." Cung cách cúi đầu quét mắt tựa hồ đã ngủ thiếp đi Thủy Miểu Miểu, quay đầu liếc nhìn không biết nói cái gì Hoa Dật Tiên. Xem Thủy Miểu Miểu tiểu thư đã mệt mất trí liền nam nữ đều không phân rõ, chính mình hẳn là chuẩn bị một ít nước thuốc. Cung cách ông Thủy miễu miễu rời đi. Hoa giật tiên đứng tại chỗ, sắc mặt hết sức phức tạp. Cũng không biết Thủy miễu miễu tỉnh lại biết được chính mình vừa mới chính miệng cự tuyệt cả đi cơ hội, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại giường bên trên gần ngủ một ngày, Thủy miễu miễu mới hoãn lại đây, trong lúc Thủy miễu miễu còn cảm giác có người đẩy ra chính mình miệng, đút chút khổ không kéo mấy đồ vật ngồi tại cửa sổ thổi gió, thủy miễu miễu xem bên ngoài, lần đầu vô cùng may mắn chính mình tiên duyên, nhân tiên duyên, chính mình mới có thể ở phòng một người, còn có cung cách chiếu cố. Người khác đều là hơn 10 người một gian, đồ ăn quần áo cái gì đều muốn chính mình lĩnh. Như vậy nghĩ tới hoa giật tiên cùng Lam Quý Hiên tiên duyên hẳn là cũng không tồi, bọn họ cũng rất giống cũng đều là bị một người tiếp đi. Bất quá tự theo tỉnh lại, Thủy Miểu Miểu còn không có nhìn thấy Hoa Dật Tiên cùng Lam Quý Hiên qua, hẳn là không có bị phân phối đến một cái viện. Thủy Miểu Miểu chính nghĩ ngợi tới này đó có không, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh. Mời đến. Thủy Miểu Miểu xoay người nhìn đẩy cửa vào cung cách, cười nói: "Đều nói không cần như vậy khách khí." Cung cách ngoảnh mặt làm ngơ, đem tay bên trong khay bỏ lên trên bàn, "Thủy Miểu Miểu tiểu thư, gọi ta Miểu Miểu, ta đều uống nắng ngươi thật nhiều lần a." À? Cung cách trầm mặt một hồi, tiếp tục nói. Thủy miểu miểu tiểu thư, này là ngày ngày mai muốn mặc quần áo. Lại là này dạng, thủy miểu miểu chống đỡ cái cầm nhìn chầm chầm cung cách, này người cùng cái như đầu gỗ, mỗi cái người đối chính mình thổ vị tình thoại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phản ứng, thẹn thùng, hảo ngoạn, khinh thường, chán ghét chi loại. Cung cách liền cùng không có nghe thấy là, con mắt đều không mang theo nháy một chút, nếu không là hắn có thể trả lời chính mình vấn đề. Thủy Miểu Miểu thật muốn cho rằng cung cách là điếc. Mời ngài ngày mai giờ mão bắt đầu từ thời khắc đó giường, đến lúc đó sẽ có người tới đón ngài đi tìm tiên điện huấn luyện. Gật đầu ứng hạ, Thủy Miểu Miểu còn muốn nói gì, cung cách đã quay người rời đi. Nhìn bị cửa đóng lại, nửa ngày sau Thủy Miểu Miểu ngượng ngùng phun ra hai cái chữ không thú vị. Ngày thứ hai, Thủy Miểu Miểu xuyên thống nhất trang phục, bên hông quải có khắc chính mình tên thẻ gỗ, theo người lưu đi vào tìm tiên điện xen lẫn tại đám người bên trong thủy miễu miễu học người khác bộ dáng, từng cái bái kiến tiên minh người trưởng quầy, sau đó ngồi tại bồ đoàn bên trên đục nước béo cò lên tới. Rốt cuộc lại là một đoạn hố dài lịch sử, cứ việc này lần có loại tựa như ba dê điện ảnh đồ vật, thủy miễu miễu nghe vẫn như cũ chỉ nghĩ ngủ gà ngủ gật. Lịch sử nói xong, tiếp tục chính là cái gì hứa cái gì không cho phép. Buồn ngủ mông lung bên trong thủy miễu miễu chợt nghe một cái kỳ quái quy định, cấm tại thần ma giới sinh hài tử, này là cái gì quy định? Thủy miễu miễu tới tinh thần tử tế một nghe hiểu rõ ra. Vừa mới xuất sinh hài tử không cách nào hiển hiện tiên duyên, thần ma giới cực độ bài xích, nếu không nghĩ vừa mới sinh ra hài tử nháy mắt bên trong hóa thành bọc máu sinh di giá đến phàm giới. Như vậy cũng bố sao? Thủy miễu miễu nhìn kia nổ tung huyết hoa, tỉnh cả ngủ, ngoan ngoãn nghe xong sau một nửa nội dung, để tránh về sau phạm cấm hơn nửa ngày liền như vậy đi qua, tan học lúc Thủy Miểu Miểu chân đều tê, xen lẫn tại đi ra ngoài đám người bên trong, Thủy Miểu Miểu chân mất thăng bằng, mắt thấy là phải ngã sấp xuống dẫn đến dẫm đạp sự cố. Cẩn thận! Một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Thủy Miểu Miểu bị một hai bàn tay to tiếp được. Chúc Sư Huynh! Thủy Miểu Miểu bị chút giật bảo hộ ở ngực bên trong, an toàn ra tìm tiên điện. Gặp được người quen cảm giác thật tốt, này hai ngày nín hỏng, cung cách không tốt liêu, cùng viện tử người thấy chính mình trụ là phòng đơn đều âm dương quái khí. Chúc Dực đem Thủy Miểu Miểu đưa đến một cái cây cột sau, Thủy Miểu Miểu tại Chúc Dực ngực bên trong cọ sát hai lần hỏi nói. Chúc Sư Huynh ngươi như thế nào tại này? Bảo vệ công tác. Theo Chúc Dực ngực bên trong ra tới, Thủy Miểu Miểu trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt như có như không liếc nhìn Chúc Dực cánh tay trái tiên minh thực thiếu người sao. Như thế nào không nghỉ ngơi nhiều một chút. Cười hạ, chút dực nâng lên tay trái sờ thủy miểu miểu đầu, sớm khôi phục hảo không cần lo lắng. đem chút dực tay trái từ trên đầu bắt lấy tới, thủy miểu miểu gật đầu, miểu miểu. cây cột sau truyền đến một tiếng thì thầm mềm giọng. thủy miểu miểu chính liếc nhìn chút dực tay, không có nghe được, ngược lại là chút dực phát hiện. quay đầu nhìn một chút hướng bên này chạy tới người, chút dực lập tức thu tay lại đứng thẳng ôm quyền nói, hoa công tử. Ừ. Hoa giật tiên qua loa nói, phóng tới thủy miểu miểu đem thủy miểu miểu ôm chặt lấy. Chờ một chút. Thủy miểu miểu chống đỡ cánh tay, đem chính mình cùng hoa giật tiên ngăn cách, chúc sư huynh ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì. Hoa công tử, có cái gì không đúng sao? Không đối đại, thủy miểu miểu nhìn chầm chầm hoa dật tiên tiếu íp như hoa mặt, ngươi làm cái gì là nam? Hoa giật tiên thế nhưng là nam chính mình hiện tại ôm vào đi còn có kịp hay không hắn nói lời nói còn tính hay không coi như ta đều làm cái gì a à? Thủy miễu miễu không biết chính mình là như thế nào đem hoa giật tiên đưa tiễn. Chúc giật ở một bên sợ hãi tháng phục tại hai người quen biết, cũng nghi hoặc tại thủy miễu miễu nhìn hoa giật tiên bóng lưng, như thế nào một bộ muốn khóc bộ dáng. Đẩy mấy lần thủy miễu miểu, rốt cuộc đem thủy miễu miễu mất hồn, hoáng trở về. Nhìn chính mình tay bên trong hai bình hoa lộ, Thủy Miểu Miểu quyết định còn là không muốn xông lên đến hỏi hoa giật tiên kia câu, ta cưới ngươi A, à, còn tính hay không tính? Hắn nhất định là nói đồ hoặc giả chỉ là chính mình mệt mỏi ra ảo giác, rốt cuộc leo núi kia ba ngày, ta liền không có một cái hình tượng là hảo, vừa nghĩ tới chính mình cùng hoa giật tiên thảo luận qua liên quan tới nữ tử cơ thể mùi thơm vấn đề, Thủy Miểu Miểu liền không rét mà rung. Tạm thời đem hoa giật tiên đè xuống, không nghĩ tới, Thủy miễu Miểu trả lời chút Dực vấn đề như thế nào kết giao hoa công tử. Liền leo núi thời điểm nhận biết, không tính thục. Thủy miễu miễu khoát tay. Không tính thục. Chút Dực nhớ lại thủy miễu Miểu vừa rồi kia cái tập ngực động tác, khóe mắt kéo ra. Chúc sư huynh nhìn lên tới cũng nhận biết hoa giật tiên. Muốn nhìn nói thế nào? Chúc Dực phân biệt rõ một chút nói. Chưa gặp qua người thật, chỉ gặp qua bức họa, rốt cuộc bọn họ phía trước đều sinh hoạt tại phàm giới. Thủy miễu miễu gật gật đầu, này sự tình chính mình vừa mới biết nhưng vì cái gì nha? Vì cái gì muốn xem hắn bức họa? Không đợi thủy miễu miễu hỏi ra, Chúc giật nói. Sợ đắc tội với người, tiên môn bách gia bên trong hoa gia tính một cái, hoa gia nhiều năm âm thịnh dương suy, hoa giật tiên hoa công tử nhưng là hoa gia này đại duy nhất nam đinh, nếu hoa công tử không có bị trắc ra tiên duyên, hoa gia cũng sẽ cầm kỳ trân dị bảo cấp hắn ném ra một tia tiên duyên. Này tu tiên còn có gia tộc thế lực A. À? Đương nhiên, ngươi không nghiêm túc nghe huống sao. Sợ chính mình chịu một bàn tay cái óc thủy miễu miễu ủy khuất, chính mình bất quá liền cảm khái một chút lại không là thật ngốc, khi cái địa phương sẽ không có bảo đoàn thế lực. Tiên môn bách gia bên trong ngược lại là không có họ thủy, ngươi kiềm chế một chút. Chúc dực hảo ý khuyên nói. Kết giao quy kết giao, tập ngược này loại sự tình còn là không phải làm hảo. Thủy miễu miễu sắc mặt đỏ lên vừa mới, vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn. Thủy tiểu thư. Nghe xong này xưng hô, thủy miễu miễu liền biết người tới là ai, không đợi thủy miễu miễu nói chuyện, chút giật lại là vừa rồi kia một bộ động tác, lam tứ công tử. Lam Quý Hiên cũng là một tiếng tân, bất quá so hoa giật tiên nhìn lên tới tốt hơn nhiều, tối thiểu Lam Quý Hiên còn đưa tay nâng đỡ một chút chút giật. Thủy tiểu thư nhìn lên tức giận sắc tốt hơn nhiều. Vẫn là muốn đa tạ Lam công tử. Thủy Miểu Miểu một bên đáp lời một bên âm thầm đánh giá Lam Quý Hiên, trừ bỏ leo núi lúc chật vật, Lam Quý Hiên liền là một vị kim kim công tử tươi mát tuấn giật. Hàng huyên một phen sau, Lam Quý Hiên không biết từ nơi nào lấy ra một bản sách tới, lần trước ta thấy Thủy tiểu thư đối thần ma giới hiểu biết rất ít, nghe huấn đồ bên trong sợ là thân thể chưa khôi phục, lại mơ màng sắp ngủ sợ là lọt rất nhiều ta này vừa vặn có một bản thần ma giới lộng lẫy tặng cho tiểu thư. Cám ơn a. À. Thủy miễu miễu miễn cưỡng cười tiếp nhận sách, hắn là như thế nào tại tìm tiên điện bên trong xem thấy chính mình, người như vậy nhiều. Đưa tiễn lam quý hiên, thủy miễu miễu nhìn một bên dựa vào cây cục chút giật, vương tay, ngươi không cần phải nói ta tới, này họ lam cũng là tiên môn bách gia bên trong. Chút giật điểm điểm ngẩng đầu, trẻ nhỏ dễ dậy cũng lam gia nhưng là có tiếng thủ lễ, hơn nữa Lam gia lịch sử so hoa gia lâu đời nhiều, ngươi lại là tại sao biết? Đều nói leo núi thời điểm. Ta cũng không biết nên như thế nào hình dung ngươi này vận khí. Chúc giật đi tới, cầm qua thủy miễu miễu tay bên trong, thần ma giới lộng lẫy, nói. Mặc dù Lam gia chiến đấu lực không có hoa gia bưu hãn, nhưng nhân gia nội tình đại, này bản sách thu nhận sử dụng đồ vật nhưng toàn ta cũng chỉ là nghe nói qua, Lam gia bình thường sẽ không tùy tiện đưa người phải không? Nhìn lên tới đỉnh mỏng. Mỏng. chút giật lộ ra một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được tươi cười, đi thôi ta đưa ngươi trở về, hôm nay cũng không cần phiên này bản sách hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải bắt đầu các hạng kiểm tra. Buổi tối, ngồi xếp bằng tại giường bên trên, Thủy Miểu Miểu nhìn chầm chầm bàn bên trên sách nguyên bản không cái gì hứng thú nhưng nghe chút Sư Huynh như vậy nhất nói thật hảo nghĩ nhìn một chút, tại nói chỉ là lật một cái không sẽ như thế nào đi thủy miễu miễu chỉ phiên không nhìn nhưng nửa canh giờ sau thủy miễu miễu vẫn không có lật đến đuôi này sách lên tới để bị làm cái gì pháp thủy miễu miễu mắng câu bẩn khẩu hiếu kỳ tâm khu sử chính mình lật ra này bản nhìn lên tới chỉ có một lượng trang sách hiếu kỳ tâm liền không cho phép chính mình tại không biết này bản sách rốt cuộc có bao nhiêu trang tình huống hạ dừng tay